ra chữa Thế bài nhá. đổi 200 ngàn. Các bạn theo dõi này. Môn đai 4. Em đầu đâu? tiên là bài văn bản. Tìm kiếm thông tin ở trong đoạn văn ngắn. Các bạn xem câu hỏi. Konomeru kara wakaru koto wa nani ka? Hôm trước sensei dạy là với cái dạng bài tìm thông tin cho đoạn đoạn văn ngắn này thì cách làm là gì đấy hả thơ? Hay sensei. Hôm trước sensei dặn là cái bài kiểu này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Em cũng Em đọc hết cả bài hả? Dạ không ạ. Tìm những cái mấu chốt như là có kudasai ạ. Đúng rồi. Kanada dự. Những cái chỗ người ta nói là nhất định là cần làm gì đó mang tính thông báo đúng không? Dạ. Vậy thì nhìn lướt một đoạn này thì thấy có cái câu nào là quan trọng nhỉ? Có Kanada dự kakunin shite kudasai. Đúng rồi, đây, câu này này. Câu nào nữa? Với lại gozenchū wa chūshi shite kudasai. Đây, cả cái câu này đúng không? Đấy. Còn nữa đúng không? Thực ra thì hai câu quan trọng nhất là hai câu này, nhưng mà nếu mà tính ra ấy thì nó là những cái nào mà được được thông tin thêm ở phần phía trước nó cũng khá là quan trọng, nhưng bây giờ thử xem hai câu này liệu rằng có chọn được đáp án không nhá. Em thử dịch cho em xem hai câu này thế nào. Câu thứ nhất là câu yui o okou kado Okonau kadoka okonau oko vâng okonau kadoka jūshin ni meru de oshirase shimasu node kanarazu kakunin shite kudasai, thì là cái vì có thông báo, vì thông báo Vì chúng ở tôi mẹ sẽ thông báo nhá. Phải dạ, vì khiêm chúng nhường tôi đúng sẽ không? dạ, vì chúng tôi sẽ thông báo ở mail lúc 10 giờ cái tiết học có hay không, có tổ chức hay không ấy, Đúng rồi. thì nhất định thì phải là xác nhận ạ. Nên Hãy nhất xác định nhận là ạ. hãy xác nhận. Xác nhận đây là xác nhận cái gì? Xác nhận mail. Đúng rồi, xác nhận email đúng không? Đấy. Dạ. Và cái email đấy nhằm mục đích gì em nhỉ? Là có học hay không ạ? Có tiết Đúng học hay rồi. không ạ? Vào Đúng, lúc câu câu này. dạ. Câu sau nào club club katsudo ya sakuru sakuru katsudo nado mo gozen chū wa chūshi shite kudasai, thì là nào Thêm nữa. thêm nữa cái hoạt động mà Đúng rồi. katsudo, cái Hoạt hoạt động động của cái câu lạc bộ, hay là cái hoạt động của sakuru là sakuru cũng là giống câu lạc bộ nhá, nó cũng tương tự thôi. hay không, thì ở trong trong cái buổi sáng à? Buổi sáng. Đúng rồi, buổi Gozen sáng chưa là thì trong buổi sáng. trong Thì buổi sáng thì tạm dừng thì sẽ tạm dừng ạ. thì Tạm sẽ dừng. dừng đúng không? Dạ. Thì sẽ dừng, sẽ hủy đúng nhỉ? Dạ. Tạm hoãn này. Rồi, từ hai cái thông tin này đã có đáp án nào giống như thế không nhỉ? Có. Mấy? Đáp án một là sai ạ. Đáp án một là Một là Kyo sao? no là tiết học lúc 10 giờ vẫn bắt đầu ạ. Từ 10 giờ bắt đầu Là vào buổi sai đúng sáng. không? Dạ. Câu 1 bảo là tiết học buổi sáng nay ấy, là bắt đầu từ 10 giờ là sai. Người ta còn gì nhỉ? Người ta còn thông báo qua mail xem là có tiến hành hay không nhá. Nên là câu này loại này. Câu 2. Thì câu 2 là gozen mo gozen với lại gogo mo, thì tiết học buổi sáng và cả buổi chiều thì phải tạm dừng hoạt động ấy ạ, ngày hôm nay ạ. Cái này đúng hay Thì sai? em chọn là sai. Tại sao sai? Em Nó dừng mỗi buổi sáng. Đúng rồi, dừng mỗi buổi Gozenchū sáng thôi. này, mỗi buổi sáng này đúng không? Nên là cái này sai Dạ. nhá. Đấy. Câu 3. Câu 3 thì là tiết học vào buổi chiều ngày hôm nay có hoạt động hay không, thì sẽ vào lúc 10 giờ thì sẽ nhận được mail từ 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 phòng văn phòng ạ. Đúng rồi, từ văn phòng. Từ Thì câu lúc này 10 giờ ấy sẽ nhận được mail từ văn phòng xem là có giờ học vào buổi chiều nay không, đúng hay sai nhỉ? em chọn đúng Đúng, ạ. Câu chính 3 xác đúng đúng không? ạ. Nó chính là cái nội dung của cái câu gì đấy? Của câu này đúng Kanada không? dạ vâng, you Đấy. Thực ra ấy, nếu mà muốn biết là buổi chiều hay là từ văn phòng ấy đúng nhỉ? Chúng ta phải đọc lên một tí nữa chúng ta mới thấy được. Ví dụ nhá, cái chỗ nào nó là văn phòng nhỉ? Đây, cái người gửi của nó viết ở tận dưới này là gì? Mưu sự là ở văn phòng này. Còn cái tiết học buổi dạ. chiều là câu trên này đúng không? Nhìn qua qua Dạ. một chút thì nó sẽ rõ ràng hơn. Nhưng mà
bằng này bằng nhiêu đây thôi là đủ chúng ta giúp chúng ta loại trừ được đáp án sai rồi đúng không nhỉ? Câu 4 thì sao? Câu 4 là từ nếu mà nếu lúc 10 giờ nhận mail từ văn phòng ấy thì vào buổi chiều của ngày hôm nay thì sẽ có tiết học ấy ạ. Câu này thì, tại sao sai? Câu này câu câu ở cái đoạn đấy là Yu Gi Oh cả đô cá ấy ạ. Đúng thì rồi. Là thì lúc đấy chưa người chắc ta thông chắn báo là xem là sẽ tổ chức hay không, có thể là người ta thông báo và người ta thông báo là không tổ chức đúng không? dạ. Đấy, cái người ta nói đây là gì nhỉ? Okonagadoka nhá, cho nên nói như cái này bảo là cứ có mail đến chắc chắn là sẽ học là sai, như vậy là loại đúng là ba đấy. Thì nếu mọi người biết cái cách làm ấy, rất tiết kiệm rất nhiều thời gian đúng không nhỉ? Đỡ phải đọc mấy cái câu trước trước này nó khá là dài, chỉ cần trọng tâm vào cái phần quan trọng nhất thôi. Đấy, thì còn cái phần trước thì người ta nói gì đây? Đây là một cái email mà gửi từ trường đại học đến các sinh viên này. Atesaki là cái địa chỉ người nhận này, Keme là tiêu đề này, Oyuki ni na nioru Kyuko no Oshirase, thông báo nghỉ học do tuyết rơi lớn, tuyết rơi nhiều. Ngày giờ gửi này, gửi các bạn sinh viên. Hiện tại ấy, do tuyết rơi nhiều mà gì đây? Oku no Kokyo Kotsuki kan. Các phương tiện giao thông công cộng nhá. Nhiều phương tiện giao thông công cộng đang dừng hoạt động. Sonotame gozen no jugyo wa okonawaremasen. Vì vậy, tiết học buổi sáng ấy là không có tiến hành. Tiết học buổi chiều thì sao nhỉ? Tiết học buổi chiều thì nếu các phương tiện giao thông công cộng ấy nó bắt đầu hoạt động cho đến trước 10 giờ thì itsumo no tori okonaimasu, thì chúng ta sẽ tiến hành giống như bình thường như mọi khi. Đấy. Bởi vì chúng tôi sẽ thông báo vào lúc 10 giờ qua mail xem là có tiến hành giờ học hay không. Nên là các bạn nhất định hãy xác nhận. Và thêm nữa, những cái hoạt động câu lạc bộ ấy thì sẽ dừng trong buổi sáng. Từ đại học Oyama, từ văn phòng đại học Oyama. Như vậy đúng đây là 3 nhé. Tiếp theo câu số 2. Hình như câu số 2 là dịch chữa ở trong bài đọc hiểu nhập môn đúng không mọi người? Cái bài dịch ấy. Phải không nhỉ? Thì thôi bài này dịch qua qua nhé, dịch nhanh nhé. gì đấy nhỉ? Câu hỏi của bài này ấy, người ta hỏi là nhân vật tôi ấy nghĩ như thế nào về cái điện thoại di động? Đấy, nghĩ như thế nào về điện thoại di động này? Thì thực ra cả cái bài này là bài viết về điện thoại di động rồi. Cho nên là chúng ta sẽ tức là nếu mà chưa tự tin thì chúng ta sẽ đọc hết. Thế nhưng mà thật ra là câu hỏi là nhân vật tôi nghĩ như thế nào đúng không nhỉ? Vậy thì để mà tiết kiệm thời gian ấy, các bạn có thể trọng tâm vào những cái phần mà có nhân vật tôi, cảm xúc của nhân vật tôi. Đấy, chẳng hạn nhá. Các bạn thấy này, ví dụ đoạn đầu tiên này, câu đầu tiên nó khá là dài, các bạn thấy có cái to iware ru ga, có nghĩa là người ta thường nói như vậy và tôi hiểu điều đó, nhưng mà nhân vật tôi sẽ không nghĩ giống như mọi người như này đâu. Đấy, cái lập luận ở trong ấy là như vậy. Thế nhá, xong các bạn thấy này, bắt đầu những cái liên quan đến nhân vật tôi thì chúng ta sẽ để ý nhá. Đây, thực ra là gần như là cái đoạn sau là nói đến nhân vật tôi rồi. Từ bắt đầu từ Jitsua cho đến đây đúng nhỉ? Đây, trong cái đoạn này. Đoạn này người ta nói như nào đây? Thực ra ấy. Đâu rồi? Sensei kích vào cái gì mà nó mất rồi nhỉ? Đây nhá. Thật ra ấy, tôi ấy, trước đây thì tôi cũng dùng điện thoại di động đấy. Nhưng mà này, itsu doko ni itemo denwa ni de nakereba ikenai ki ga shite, sore ga iya de motsu no yamete shimatta no da. Thế nhưng mà ấy, tôi ki ga shite nhá. Tôi cảm thấy ấy, tôi nhận thấy là dù ở lúc nào, dù ở bất cứ nơi nào hay là bất cứ lúc nào ấy, thì tôi đều phải kiểu phải kè kè bên cái điện thoại ấy, phải nghe điện, phải bắt máy. Thành ra ấy là tôi rất là ghét cái việc đó. Đấy. Và tôi đã từ bỏ cái việc có nó, tôi đã từ bỏ cái việc sử dụng nó. Suruto totemo kimochi ga daku ni natta. Và như vậy thì cái cảm xúc của tôi ấy, cảm giác của tôi nó cảm trở nên rất là thoải mái, dễ chịu. Saikin wa ryokin ga yasui mono mo aru yo dashi, keitai denwa ga nai shikatsu ni wa fuben na koto mo aru. Người ta bảo là gần đây ấy thì có vẻ như là có những cái thứ mà cái tiền sử chi phí sử dụng rất là rẻ. Đấy. Rồi thì gì nhỉ? Ở trong một cuộc sống mà không có điện thoại di động ấy, nó sẽ có những cái thứ bất tiện. Tuy vậy,
tôi vẫn nghĩ là cứ như thế này thì tốt hơn. Vậy thì các bạn thấy là rõ ràng là trước đây là nhân vật tôi có này. Đấy. Và sau đó làm sao đây? Sau đó từ bỏ. Và bây giờ là muốn cứ như thế như bây giờ. Vậy thì tức là sẽ không sở hữu điện thoại di động. Thì các bạn sẽ tìm cái nào thể hiện không sở hữu. Ví dụ câu 1 nhé. Bên đi đà tô yêu ạ. Bên đi đà tô như hi tố mô y được ạ. Dì bương hoa sô ô mô hoa nai nổ đê. Y mà hoa mốt sư mô đi hoa nai. Câu này nói là có những người họ nói rằng điện thoại di động là tiện lợi, thế nhưng tôi không nghĩ vậy nên là tôi không dự định là sẽ mua, sẽ có nó. Câu này mặc dù cái đuôi là đúng không nhỉ, nhưng mà nó sai ở chỗ nào các bạn? Câu một sai ở đâu? À, chỗ tôi không nghĩ vậy, tại vì ông cũng nghĩ vậy. Đúng rồi, người ta có nghĩ vậy đúng không? Người ta nói gì đấy? Sore wa watashi mo yoku wakatte imasu, đúng nhỉ? Nên là câu này nói vậy là sai nhá. Câu 2 này. Bên đi đà tô mô gà. Nghĩ là tiện lợi đấy. Thế nhưng mà itsumo denwa o kini suru seikatsu wa iya na no de ima wa motsu tsumori wa nai. Câu này đúng đúng không? À, câu này đúng. Tôi nghĩ là tiện lợi đấy. Thế nhưng mà sao? Ghét một cuộc sống mà lúc nào cũng phải để ý đến điện thoại. Nên là thành ra là gì nhỉ? Bây giờ không có dự định sử dụng nữa. Sử dụng không có cái dự định, không có ý định là sở hữu nữa. Đúng rồi. Là cái nội dung ở cái phần phía trước kết hợp lại đúng không? Câu 3 nhé. Khi mà mang ấy thì tiện lợi này. Gần đây thì cái chi phí nó cũng rẻ nên là gì đấy? Lại muốn gì nhỉ? Lại muốn dùng. Có, lại muốn dùng đúng không? Sai đúng không? Sai. Câu 4 cũng vậy nhá. Câu 4 cũng bảo lại muốn dùng là sai. Đấy. Câu 4 nó bảo là trước đây là không muốn có, thế nhưng mà bởi vì không có thì bất tiện, thành ra lại muốn có là sai. Như vậy đúng là 2. Tiếp theo bài số 3. Bài số 3 này, bài số 3 là câu hỏi nguyên nhân lý do. Câu hỏi do ste. Đấy. Có chứa phần gạch chân thì mọi người sẽ xem nhá. Ima no hanbai ki ga tsukurareru koto ni natta no wa do ste ka? Thì với câu này thì từ no ấy nó sẽ thay cho từ nguyên nhân gain in. Đây. Câu hỏi này là gì đây? Nguyên nhân mà cái máy bán hàng như bây giờ nó được tạo ra đúng không? Là tại sao? Thì các bạn thấy nhá, cái câu đấy nó ở cuối cùng này. Nó ở cuối cùng luôn, thì chúng ta đọc kỹ thật kỹ cho nên cái câu đấy. Câu đấy này. Sore kara 10 nen chikaku kakete tsukurareta no ga ima no hanbai ki na no da so da. Cái đây là nghe nói. Nghe nói là ấy. Đấy. Cái từ no này thay cho từ gì các bạn biết không? Từ no này sẽ thay thế cho từ nào? Từ hanbaiki. Từ hanbaiki. Ừ, đúng rồi. Nó là từ hanbaiki đúng nhỉ? Hoặc là một từ chung chung hơn là từ gì các bạn? Mono nhá. No. Cái thứ nhá. Đấy. Cái máy bán hàng tự động hoặc là cái thứ mà được tạo ra mất gì đây nhỉ? Mất gần 10 năm từ cái lúc đó là cái máy bán hàng tự động bây giờ. Vậy thì chắc chắn là nó sẽ liên quan đến cái gì nhỉ? Cái lúc đó đấy, mà cái số D chỉ từ số D sẽ chỉ nội dung ở đâu? Ở phía trước đúng không? Ở phía trước. Bình thường ấy, câu hỏi nguyên nhân lý do chúng ta sẽ tìm biểu hiện diễn tả quan hệ nhân quả như là karada, tameda, vân vân. Nhưng mà câu này nó không rõ ràng. Câu này chúng ta phải đọc nội dung ở phần trước xem người ta nói gì. Đấy. Ví dụ các bạn nhìn cái nội dung đằng trước này, người ta nói như sau này. Đây, aru fuyu no hi, kōsoku dōrō no chūsajō de Toraku no untenshu tachi ga jiro hanbaiki de katta jūsu o nonde ita. Là vào một ngày mùa đông đúng không? Thì gì nhỉ? Ở trên một bãi đỗ xe ở đường cao tốc nhá. Các gì đây nhỉ? Các tài xế xe tải này đang uống gì đấy? Đang uống nước ép đúng không nhỉ? Nước hoa quả mua ở máy bán hàng tự động. Minna totemo samu sō datta no de. Mọi người ấy đều có vẻ rất là lạnh. So deo mita indio gai sa no sa cho ga fuyu ni wa atatakai mono o nonde hoshi to kangaeta. Bởi vì mọi người có vẻ rất là lạnh cho nên là giám đốc của một công ty đồ uống đã nhìn thấy cái so de, cái điều đó. Thì nhìn thấy những người ở đấy uống đồ lạnh ấy. Nhìn thấy cái điều gì đấy? Nhìn thấy những người đấy uống đồ lạnh á? Phải nhìn thấy là mọi người có vẻ lạnh chứ đúng không? Chứ còn nếu mà người ta uống đồ lạnh mà người ta sung sướng, người ta vui vẻ thì đâu có thành chuyện đúng không? Đấy.
nhìn thấy cái việc mà mọi người có vẻ đang rất là lạnh nhá. Đấy, thì ông giám đốc ấy, ông mới làm sao nhỉ? Ông mới nghĩ, đúng không? Ông mới nghĩ là ông làm sao đấy? Non dehoshi là muốn đối phương làm gì đúng không? Ông ấy muốn các cái gì nhỉ? Ông muốn các cái tài xế này ấy, đấy, được uống đồ uống gì đấy? Nóng. Uống đồ uống ấm, nóng, trong mùa đông. Và sau đấy thì cái máy bán hàng như bây giờ nó đã ra đời. Vậy thì các bạn sẽ xem cái ý nào là giống nhất nhá. Các bạn xem này. Câu 1 nhá. Fuyu ni hanbaiki de tsumetai mono o katte nonda inryo gaisha no shachou ga kyaku o kinodoku da to kanjita kara. Là sao nhỉ? Là bởi vì này, đúng không? Bởi vì câu hỏi nguyên nhân lý do thì các bạn sẽ dịch là từ cái vì trước, bởi vì ông giám đốc công ty đồ uống ấy, đấy, ông làm sao? Ông ấy mua đúng không? Ông ấy mua đồ uống lạnh ở máy bán hàng tự động vào mùa đông, ông ấy uống. Và ông ấy cảm thấy khách hàng thật là kinodoku là kawaiso là gì nhỉ? Đáng thương. Thật là đáng thương, thật là tội nghiệp, có phải không các bạn? Không ạ. Không. Thứ nhất nó sai ở những chỗ nào? Cái câu này này, cái kỹ năng lập luận để chọn đáp án rất quan trọng nhá. Nó có nói ông này ông mua và ông uống không? Không, không ạ. Không, không nói đúng không? Con nói là cảm thôi. Thấy khách hàng đáng thương không? Không. Không, không nói là đây Sodeomita nhìn thấy cái cảnh mọi người có vẻ rất là lạnh này, nó không đồng nghĩa với lại kinodoku đâu, nên là cũng không chọn được, đúng không? Câu 2 nhá. Tsumetai mono ga kaeru hanbaiki ga areba benri daro to inryo gaisha no shachou ga kangeta kara. Là bởi vì ấy, ông giám đốc của công ty đồ uống ấy, ông ấy đã nghĩ là nếu mà có một cái máy bán hàng tự động có thể mua được đồ uống lạnh thì sẽ tiện lợi. Có phải không mọi người? Sai. Không phải. Sao sai? Đồ uống vì... nóng. Đúng rồi. Lúc đấy là đã có đồ uống gì nhỉ? Đã có lạnh máy bán đồ uống lạnh rồi. Đúng rồi. Nên nói là lạnh là sai nhá. Tiếp theo câu 3 này. Atatakai mono ga kaeru hanbaiki ga hoshi to inryo gaisha no shachou ga untenshuu tachi ni iwareta kara. Là sao đấy? Bởi vì... bởi vì gì nhỉ? Bởi vì ông giám đốc công ty đồ uống ấy. Làm sao? Được cánh tài xế nói là... Đúng rồi. Được cánh tài xế nói là muốn có một cái máy bán hàng có thể mua được đồ uống ấm nóng. Đúng hay sai? Sai. Sai ở chỗ nào? Sai nào? Tài xế nói. Cánh tài xế đúng rồi. Tài xế không nói với ông này nhá. Mà ông ấy tự nhìn thấy xong ông ấy suy nghĩ đúng nhỉ? Nên là loại này. Vậy thì 1, 2, 3 sai còn. Đúng là 4 đúng không? 4 nói là gì đấy nhỉ? 4 nói là bởi vì á... Bởi vì là cái ông tài, bởi vì ông giám đốc công ty đồ uống này ấy, ông đã nghĩ rằng nếu như có một cái máy bán hàng tự động mà có thể mua được cả đồ uống ấm nóng ấy thì yorokobareru, thì làm sao đấy? Thì rất là vui, mừng. Ai vui, ai vui, ai vui? Người tài xế. Đúng rồi, tài xế thẻ bị động đúng không? Thì sẽ nhận được sự vui mừng từ người khác đúng nhỉ? Thẻ bị động. Đấy, chính xác là 4 nhá. Như vậy là chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án số 4. À, sẽ có nhiều bạn bảo chứ làm gì có chỗ nào nói là yorokobareru, làm gì có chỗ nào nói là vui, đúng không? Trong bài này đúng không có chỗ nào vui thật. Nhưng mà tất nhiên là nó vẫn là đúng nhất rồi, đúng không? Người ta đã uống rất là lạnh và bây giờ có cái đấy thì chắc là sẽ gì đây nhỉ? Sẽ ổn, sẽ tốt thôi. Cho nên là những cái câu còn lại sai là chúng ta sẽ loại đi. Đấy, còn đoạn đầu tiên người ta nói gì đây nhỉ? Người ta nói là ở Nhật này có rất là nhiều cái máy bán hàng tự động mà chuyên bán đồ uống. Ví dụ như những cái thứ như là gì đây, những cái thứ như là trà ở trong chai nhựa này hay là lon cà phê ấy, đấy, thì chúng ta có thể lựa chọn nhé. Chúng ta có thể lựa chọn hoặc là đồ uống lạnh hoặc là đồ uống nóng ở trong cùng một cái máy bán hàng đó. Ichitai no hanbaiki de có nghĩa là trong cùng một cái máy mà có thể lựa chọn được hoặc cái này hoặc cái kia, cho nên rất tiện lợi. Shikashi, thế nhưng sai số no koro no jiro hanbaiki wa tsumetai mono shika urukoto ga dekinakatta. Thế nhưng mà ấy, cái máy bán hàng tự động ở cái thủa ban đầu đúng không? Ở cái lúc đầu ấy thì sao? Chỉ bán đúng không nhỉ? Chỉ bán. Đồ uống lạnh thôi. Đấy, không bán được đồ uống nóng nhá. Rồi sau đó cái sự kiện này thì mới tạo ra cái máy mà có thể bán được cả đồ uống nóng nữa. Như vậy đúng là 4 này. Tiếp theo bài số 4, tương tự. Bài số 4 đây là một bài văn bản để tìm thông tin trong đoạn văn ngắn. Câu này làm như thế nào hả Chính? Dạ.
câu 27, câu 27 ạ. Câu 27 người ta hỏi là trong bức thư ở trong bức memo ghi chú này, đọc bức ghi chú này thì anh bác cự phải làm gì? Ờ đúng rồi. Vậy thì em sẽ dựa vào cái gì để em chọn để em dò tìm đáp án cho nhanh nhất? Em cũng dựa vào dùng cái từ như kudasai. Ờ, thêm ví dụ trong câu này nó có những cái biểu hiện chỗ nào là quan trọng? Đây là chỗ junbi shite oite kudasai. Đây chỗ này này. Còn nữa không? Cả cái câu đấy ạ. Ờ đúng rồi, tất nhiên là phải cả câu đấy. Chứ nói mà hãy chuẩn bị không thì mình không biết là chuẩn bị cái gì đúng không? Nhưng mà còn nữa. Còn biểu hiện nữa diễn tả cái việc đấy là cái việc mà quan trọng nhá. Đấy là gì đấy? Đấy đây này. Onegai shimasu đúng không? Onegai shimasu thì cũng tương tự như là cái câu mà người ta nhờ thôi, đúng không? Đấy, vậy thì đây sẽ là hai cái đoạn mà quan trọng chứa nội dung này. Các bạn bảo chứ nếu vậy thì nó cũng gần kín cái bài này rồi, thì đúng là đoạn văn ngắn mà. Thì ít nhất là chúng ta phải đọc sơ lược chứ. Thế chỉnh dịch cho cái nội dung của cái đoạn này xem nó biết gì để chọn đáp án nhé. Dạ. Sau buổi sáng sau buổi chiều chiều ngày mai thì cái anh viết thư cho anh bác cự này, anh sẽ có cái buổi hội nghị. Em cứ dịch đúng như cái trong đây đi, không cần phải đặt nhân vật tôi thành cái người ấy đâu. Dịch đúng như cái người ta viết cho bạn này ấy. Vâng. Thì buổi chiều ngày mai thì tôi có cuộc họp. Tôi sẽ tham dự cuộc họp này. Và tôi làm sao đấy? Koto ni narimashita, còn nhớ là gì không? Là người khác quyết định. Đúng rồi, người khác quyết định đúng không nhỉ? Đấy. Tôi sẽ phải viết cái báo cáo để sử dụng. Tự là báo cáo đúng không ạ? Ờ đúng rồi. Nào chiều ngày mai nhá, tôi được quyết định, thực ra ấy, cái được quyết định này nó cho cả ba cái. Chiều ngày mai tôi được quyết định là tham dự cuộc họp, sử dụng cái tài liệu này để báo cáo đúng không? Vì vậy là tôi muốn cái ri sư tù nghĩa là cái danh sách à? Đúng rồi, list cái danh sách. Tôi muốn vì tôi muốn cái có danh sách người tham gia. Có phải danh sách người tham gia không? Danh sách gì tham gia? Tham gia vào cái Sankaki nhiều là gì mọi người nhỉ? Danh xí sách nghiệp. Các xí nghiệp, các công ty xí tham nghiệp. Gia nhá. Vâng. Tôi muốn danh sách các xí nghiệp tham gia vì vậy. Anh hãy chuẩn bị trước đi. Chuẩn bị đây là chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị cái tài liệu. Danh sách. Cái danh sách các xí nghiệp. Chuẩn bị tài liệu đây hả? Đó. Chuẩn bị tài liệu đây hả? Danh sách xí nghiệp người tham gia ấy. Không phải, đúng rồi, phải là chuẩn bị danh sách nhá. Đấy. Cho nên ấy, thực ra cái câu quan trọng hơn là cái câu đằng sau đúng không nhỉ? Chỉ đích danh là cái danh sách khi xí nghiệp tham gia. Câu phía dưới nào? Ngày mai thì ngày mai vì ngày mai có xí nghiệp nào ngày mai làm sao đây? Sau khi tôi đến xí nghiệp Morimura. Đúng rồi, ngày mai sau khi tôi ghé thăm đúng không? Vâng, tôi ghé thăm xí nghiệp Morimura. Morimura thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ đi làm. Đúng rồi, tôi sẽ đi làm, tôi sẽ về công ty, tôi sẽ đến công ty mình. Nên là sẽ đi công ty, dự định đến công ty lúc 11 giờ. Tôi sẽ dự định đến công ty lúc khoảng 11 giờ. Tôi đến công ty dự định lúc khoảng 11 giờ. Cho đến khi đó thì tôi nhờ anh. Vậy thì nhờ đây là đang là nhờ cái gì đấy? Nhờ anh ấy chuẩn bị cái danh sách xí nghiệp. Đúng rồi, vẫn là cái danh sách đúng không? Đấy. Vậy thì 11 giờ. Vậy thì bây giờ xem đáp án nhé. Điều phải làm là gì em nhỉ? Một là gì đấy? Một là
Câu 1 là cho đến 11 giờ ừ. thì anh hãy chuẩn bị cái danh sách các xí nghiệp đã tham gia vào cái buổi thuyết buổi thuyết trình buổi giới thiệu. Buổi giới thiệu. Setsume kai có thể là không dịch là buổi giải thích nhá. Setsume động từ ấy thì dịch là giải thích, hướng dẫn, thuyết trình, thuyết minh. Nhưng mà khi mà đi với chữ hội đằng sau ấy, các bạn sẽ dịch có vài cách dịch như sau. Đó là gì nhỉ? Đó là buổi hướng dẫn. Đấy. Rồi thì buổi giới thiệu được. Nào, câu này đúng hay sai? Câu này đúng ạ. Đúng rồi. Câu này nói gì đây? À, chuẩn bị trước cái danh sách xí nghiệp tham gia vào cái buổi này cho đến trước 11 giờ. Hoàn toàn ok về cái nội dung đúng không nhỉ? Nên là đúng ở đây sẽ là một. Câu 2 thì sao? Câu 2 là trước cái cuộc họp của buổi chiều thì anh hãy viết như nào? Cả kỳ nào sự là viết như nào? Viết lại tài này, viết dễ hiểu và viết lại sao góc. Cho dễ hiểu đúng không? Viết lại sao cho dễ hiểu, viết lại cái dễ gì? Hiểu cái tài liệu báo cáo của tài liệu báo cáo của buổi giới thiệu ngày mai. Buổi giới thiệu ngày mai. Có phải không? Không ạ. Không, đúng rồi. Không nói chỗ nào là viết lại sao cho dễ hiểu đúng không nhỉ? Câu 3. Câu 3 là anh hãy sửa lại cái tài liệu báo cáo cho đến trước buổi họp ngày chiều hôm sau của buổi chiều. Sửa lại tài liệu của báo cáo cho đến trước cuộc họp buổi chiều. Và viết báo cáo về cái buổi thuyết buổi giới thiệu và báo cáo về cái buổi buổi giới thiệu trong tại cuộc họp ạ. Tại cuộc họp phải không? Hội nghị. Không phải. Đúng rồi. Câu 4. Trước khi Tacho Kuroda trưởng ban Kuroda trước khi đi đến công xí nghiệp Morimura thì hãy hoàn thành cái tài liệu báo cáo của buổi thuyết là giới thiệu ạ. Tức là ông này hoàn thành ấy hả? Không ạ. Có nghĩa là anh này hoàn thành trước khi ông này đi đến đây đúng không? Thế tại sao câu này sai? Có phải là hoàn thành trước khi ông này đi đến đấy không nhỉ? Không ạ. Cho đến khi anh ấy về thôi ạ. Đúng rồi, nên là câu này sai nhá. Như vậy đúng rồi, chúng ta sẽ là đáp án số 1. Đấy. Vâng. Chúng ta dựa vào cái đấy để chúng ta làm thì nó nhanh. Ví dụ đoạn trước người ta nói thêm một chút này các bạn này. Đấy là Senshu no shinsehin no kinyo muke setsumekai no hokuku shiryo mimashita. Đó là gì nhỉ? Tôi đã xem cái tài liệu báo cáo về cái buổi giới thiệu dành cho hướng đến các cái xí nghiệp gì nhỉ? Trong cái sản phẩm mới. Đúng rồi, những cái xí nghiệp về sản phẩm mới của tuần trước. Có nghĩa là đây là cái buổi của tuần trước nhá. Buổi giới thiệu về sản phẩm mới và dành cho hướng tới các cái công ty bên khác. Nayo wa wakariyasuku te ii to omomasu. Tôi thấy nội dung rất là dễ hiểu, rất là tốt. Đấy. Xong đằng sau người ta đưa ra chỉ thị thì bạn dịch rồi, cho nên đúng đây là 1. Câu 4 câu này các bạn đúng bao nhiêu câu? Các bạn đúng được bao nhiêu câu ngắn? Nãy CC ngó mình như mới có 7 hay 8 bạn làm ấy. Em hê em đúng cả 4 câu này không là liệt luôn. Thơ đúng không? Đúng hết không? Dạ. 4 câu đúng 2 câu. Đúng 2 câu à? Sinh làm chưa? Thì chưa ạ. Ôi giời ơi, Sinh ơi là Sinh, bây giờ còn chưa em làm. Em mai mốt tới bài đọc hiểu này chắc liệt quá. Em đúng 2 câu. Từ 28 tới 33 là em lụi hết luôn. Từ 28 đến 33 là lụi hết luôn. Trời ơi, thế là thời gian là chỉ để đọc được 4 câu ngắn thôi hả? Em đọc 4 câu ngắn xong cái em thấy hết giờ, cái em quay ngược cuối trang em nghe nói bài cuối trang đấy em lụi 2 câu cuối trang hên đúng luôn 2 câu đấy, còn lại em điền tầm bậy hết luôn. Nhưng mà nếu vậy thì thời gian đang bị sao nhỉ? Bị phân bố không ổn đấy. Dạ, đúng hiểu rồi. Không? Dạ. 70 phút nhá. 70 phút này xin xe dặn rồi. Làm ngữ pháp chỉ được làm 20 phút thôi. Bởi vì ngữ pháp một câu nó chỉ được có bao nhiêu? Một câu nó chỉ được có 1 điểm thôi.
Trong khi là đọc hiểu một câu 3 ăn 4 điểm, như vậy là 50 phút làm đọc. Mà 50 phút mà làm mới xong có 4 bài này là đang bị dành nhiều thời gian cho đọc quá đấy. Quá chậm. Em đọc chậm quá. Cho nên ấy là gì đây? Vậy thì phải xem lại kỹ cái cách mà tôi nói là cái cách gì đây? Cách đọc sao cho nó nhanh, cách tìm đáp án cho nó nhanh, không phải là ngồi lần mò dịch từng câu từng chữ một đâu. Vậy thì không thể nào mà đủ thời gian để mình làm mấy cái câu kia nhá. Đấy. Mới thì có thể là chưa nhanh được, nhưng mà dần dần trong quá trình học ấy thì vừa phải ý thức cái việc mà mình căn giờ, vừa phải gì nhỉ? Vừa phải đôi khi là tự mình phải đẩy nhanh cái quá trình lên. Tại nhiều khi ấy, CC biết là có khi là các bạn đọc, các bạn hiểu rồi nhưng các bạn sợ sai, các bạn sẽ phải đọc đi đọc lại sao cho nó cực kỳ nó hiểu, gọi là bao giờ các bạn cảm thấy man dốc thì thôi, như vậy rất là lãng phí thời gian, không bao giờ đủ để đi thi. Đấy, cho nên là những cái đề sau là lưu ý nhá. Rồi tiếp theo chúng ta sang bài Trung văn này. Trung văn. Nào CC mời bạn CC mời Thành nào, Thành dịch cho giai đoạn này nào. Dạ. Watashi wa hon ga suki de yoku hon o kau no desu ga senjitsu shippai o shite shimaimashita. Ie de kata. Đọc câu nào dịch luôn câu đấy em ơi. À vâng. Tôi thì đã mua cuốn sách mà tôi yêu thích. Cuốn sách mà tôi yêu thích thì tôi đã mua thường xuyên. Không không không, không đúng rồi. Người ta đang tách vế rất rõ ràng đúng không? Không phải là tôi cuốn sách tôi yêu thích. Sách. Tôi thì tôi thích sách, tôi thích đọc sách. Tôi thích đọc sách. Và tôi thích đọc sách và tôi thường mua sách. Đúng rồi, và tôi thường mua sách. Thế nhưng mà tôi đã thất bại, mắc sai lầm. Có gì là thất bại không? Sipai không phải là auto thất bại đâu nhá, mặc dù dự án là thất bại, cái từ sipai này có chúng ta có thể dịch là gì mọi người? Thất bại này, sai lầm này, lỗi này đúng không? Thế nhưng mấy hôm trước ấy thì tôi đã mắc phải một cái sai lầm. Câu gạch chân nhá. Chắc chắn là các bạn sẽ đoán được, người ta sẽ hỏi cái sai lầm này là gì đúng không mọi người? Sai lầm này là gì? Đấy. Ý nghĩa của sai lầm này là gì? Vậy theo các bạn nó ở trước hay ở sau? Ở sau. Sau. Ở sau. Trước đã nói gì đâu đúng không nhỉ? Đúng rồi. Sau nào? Ie de kata bakkari no hon o zonde ittara mae ni zonda koto ga aru zona ki ga shite kita no desu. Sau khi mà đọc cái quyển sách vừa mới mua. Từ từ các bạn nhá, các em nhá. Các bạn nhìn này, đuôi câu ấy nó là nô đề sự đúng không? Nô đề cái việc mà. Nô đề sự là gì? Cái việc á, phải cái việc không? Nó trong trường này nó có chức năng làm gì? Kết thúc câu à? Thế sao không dùng mà kiga shite kimashita. Shite nô đề sự đây đúng rồi, để giải thích cho phía trước. Phía trước nó bảo tôi đã mắc sai lầm. Vậy cái nồi đề sự này để nhấn mạnh và giải thích nhá. Đó là đấy. Đó là việc đúng không? Đó là việc mà sau đó là việc mà gì nhỉ? Mà sau khi đọc cái cuốn sách mà tôi vừa mua ở nhà. Mua ở nhà hay là đọc ở nhà? Sau khi tôi đã đọc cuốn sách mà tôi vừa mua ở nhà. Đọc ở nhà. Đúng rồi. Sau khi mà tôi đã đọc. Tôi đọc ở nhà cuốn sách vừa mua đúng không nhỉ? Thì hết bị CC vặn. CC trêu các bạn thôi chứ CC biết các bạn hiểu mà. Thì sao nhỉ? Xong. Thì tôi đã có cảm giác là đã từng đọc cuốn sách đó trước đây. Đúng rồi. Tôi có cảm giác là đã từng đọc cuốn sách đó trước đây rồi. Biết rồi. もしかしたら持っている本かもしれないと思って本棚を探してみたらさっぱりありました。
Sau khi mà tôi đã tìm kiếm ở cái giá sách thì đã tìm chưa hả Thành? Phải gì rồi mới tìm chứ? Tôi nghĩ chứ đúng không? Tôi nghĩ là có thể là cuốn sách đó có ở trong tôi có nên là đúng rồi. Moshikashitara moteru hon kamoshirena nhá, cái cụm này cố định nhá. Moshikashitara và kamoshirena là biết đâu hoặc là có lẽ là tôi nghĩ là biết đâu đấy là cuốn sách mà tôi đã có. Tôi đã có. Đang có. Cho nên là tôi thử tìm ở giá sách xem. Đúng rồi, tôi thử tìm trên giá sách. Quả nhiên là đã có thật. Đúng rồi, quả nhiên là thấy nó đúng không? Quả nhiên là có thật. Sushite sono hon sushite sono hon o zonda zonda koto o omoidashita no desu. Và thì tôi nhớ lại là đã từng đọc cuốn sách đó rồi. Đúng rồi, và tôi còn nhớ lại cả cái việc mà tôi đã đọc cuốn sách đó cơ. Vậy thì đến đây Thành đã hiểu cái ý của cái sai lầm thất bại này là gì chưa? Dạ, rồi ạ. Rồi đúng ý không? Dạ. Rồi bây giờ trả lời nhá. Cái sai lầm đấy là cái điều nào? Dạ. Một nào? Chưa kéo xuống chứ ạ. Câu một là Kata bakari no hon o hondana ni ireta mama Zomu no wasurete shimatta koto là cái việc mà cái cuốn sách vừa mua nó đang để sẵn ở trong tủ không, mà không, đã không. Quên không không, đây không phải là để sẵn nhá, đây là tha động từ ireta. Đúng nhở? Ireta có nghĩa là mình để mình tự mình để nguyên đúng không nhở? Để nguyên ở trong tủ, mình để nguyên cái sách vừa mới mua ở đâu, ở mua trong giá trong, sách ở trong tủ đúng không? Giá sách ở trong tủ sách, ở trong giá sách không đọc. Và quên không đọc nó, có phải không, không em? Đọc. Không. Không ạ, sai. Sai đúng không nhỉ? Sai ở chỗ nào? Những sai ở những chỗ nào? Sai ở những chỗ là để cuốn sách ở trong vừa mua ở trong tủ chưa để ạ. Với cả đúng rồi, không nói là để hay không này, gì nữa? Có nói là quên đọc đã không? Quên không nói ạ. Không nói loại này. Câu 2. Câu 2 là mai ni junda koto o wasurete onaji hon o mata katte shimatta koto. Câu này là tôi đã quên cái việc mà đã đọc trước đây và tôi đã lỡ mua tôi đã mua lại cái cuốn sách mà giống như vậy. Đúng hay sai? Đúng ạ. Đúng rồi. Cái thất bại, cái sai lầm đấy là gì đấy? Quên mất là cái gì thất nhỉ? Bại là quên mất là đã từng đọc rồi mà lại đúng mua rồi, thêm cuốn mà nữa. Lại mua cái cuốn giống như thế. Đấy. Các bạn bảo chứ làm gì có chỗ nào nói là lại mua thêm cuốn sách giống như vậy. Đây là đọc hiểu, người ta đang bắt các bạn xem các bạn có hiểu ý người ta viết như nào không, làm sao người ta để nguyên cái câu này lên trên này được đúng không? Rõ ràng chúng ta thấy là gì đây? Người ta đang đọc ở nhà cái cuốn sách vừa mua, người ta nhận ra như kiểu mình đã từng đọc đâu đấy, đúng nhỉ? Đã từng đọc trước đây thì chính là cái cuốn sách đấy là cuốn sách đã từng có rồi và người ta tìm, người ta thấy thật. Đấy. Nên là câu 2 là đúng nhá. Câu 3. À, câu 3 là Motte inai hon na no ni hon da na ni aru hazu da to omotte sangashite shimatta koto là cuốn sách mà vì là không có cuốn sách. Không phải vì, không phải vì mà. No ni là vậy mà chứ. Với lại từ từ này, sensei hướng dẫn các bạn cái cách việc dịch. Mà đúng rồi, phải dịch cái việc mà chứ, đúng không? Cái việc mà đã câu hỏi mà là cái việc như nào thì phải là cái việc mà nó là cuốn sách nhá. Cái việc nó là cuốn sách mà mình cái không việc có. Mà này, nó là cuốn sách mà mình không có. Đúng rồi. Mà mình không có. Ấy vậy mà. Ấy vậy mà mình lại đã tìm. Ấy vậy mà mình nghĩ lại ấy nghĩ vậy mà là mình đã nghĩ. Nghĩa là mình chắc chắn là có ở trong tủ nên là mình đã tìm kiếm. Đúng rồi. Câu này sai tại sao? Tại vì là mà mình không có cuốn sách này. Mà sai ở chỗ đoạn mà mình không có cuốn sách này, nó nghĩ là nó có cuốn sách này và nó có phải là sách này là sách người ta không có không? Không phải ạ. Sách này là sách người ta có đúng không? Đây, người ta nghĩ là biết đâu người ta nghĩ là cuốn sách người ta có. Và người ta tìm ra thật. Nói như này là gì nhỉ? Đây là cuốn sách người ta không có. Ý của cái câu này có nghĩa là chưa có cuốn sách đấy vậy mà lại nghĩ là có rồi và đi tìm nó là sai nhá. Rõ ràng là người ta có chứ không phải là không có. Câu 4.
Hajimete zomu hong nano ni mae ni zonda koto ga aru to omotte shimatta koto là cái việc mà là cuốn sách nano ni cái việc mà cái cuốn sách mà đầu tiên á cuốn sách mà đọc lần đầu á là cái việc mà đây là cuốn sách mà đọc lần đầu tiên mà cứ nghĩ là đã từng đọc trước đây rồi. Mà lại cứ nghĩ là đã từng đọc trước đây rồi. Tại sao sai? Sai là vì là nó đã tìm thấy ở trong giá sách là có cuốn sách giống như thế. À đâu? Nó có phải là cuốn sách đọc lần đầu tiên không? Nó là cuốn sách nó đã từng đọc rồi. Đúng rồi, nên nói như này sai, như vậy đúng là hai. Đấy, các bạn lưu ý cái cách mà loại trừ đáp án nhá, cách lập luận là loại trừ. Như vậy đoạn đầu tiên là bạn Thành bạn đã dịch xong này. Đoạn thứ hai xin mời bạn xin mời bạn Sinh nào. Hai sensei. 私はたまにこんな失敗をします。読んだことがある本なのに買ったこともないよも忘れているのです。うん。うん。ít khi mà thất bại giống như vậy. Nó có phải là ít khi đâu, tamani này giống như là tokidoki. Thỉnh thoảng. Cũng mắc sai lầm giống như vậy. Tôi thỉnh thoảng lại mắc cái sai lầm giống như thế. Là quyển sách mà tôi đã từng đọc vậy mà. Đúng rồi. Vậy nó mà. Là quyển sách mà tôi đã từng đọc ấy vậy mà. Các tạp cô tổ mộ. Nai yô mộ. Mà. Cả đúng không? Mô là cả này. Tôi quên việc là tôi đã từng mua vào nội dung. Cả việc tôi đã từng mua nó lẫn nội dung của cuốn sách tôi đều quên mất đúng không? Đấy. Tiếp theo. Sore ga omoshiroku nai hon datta toki wa tsumaranai hon no tame ni nido mo okane o haratta koto ga kuyashiku narimasu. Đó. So đây là ông muốn của nói không đặt tục kiểu á. Cái lúc mà cái quyển. Đúng rồi, lúc mà quyển sách đó mà không thú vị. Lúc mà nó là một cuốn sách không thú vị nhá, đúng không? Dạ. Lúc đó là một cuốn sách không thú vị thì sao? Thì sẽ là hối tiếc để mà. Đúng rồi, tôi trở nên hối tiếc đúng không? Hối tiếc vi phạm. Tôi trở nên hối tiếc bởi cái việc, bởi cái chuyện đúng không nhỉ? Trả tiền cho nó và sẽ. Nào, trả tiền như nào? Trả tiền hai lần. Hai lần. Đi đồ mộ, đúng rồi. Đến. Trả tiền đến. Những, đúng không? Tận hai lần cho một cái gì đấy? Cho một cuốn sách nhàm chán. Cho một cuốn sách nhàm chán. Mọi người hiểu ý của câu này không? Lần trước mua cuốn đó, lần sau mua cuốn đó, nó là một cuốn sách không thú vị đúng không, mà phải trả tiền tận hai lần đấy, cho nên là cảm thấy thật là gì nhỉ, thật là cay cú, khó chịu, hối tiếc, bức xúc jibun ga iya ni narimasu. Tuy nhiên cái lúc mà quyển sách đúng rồi, cái lúc mà nó là một quyển sách, nó là một cuốn sách thú vị và cảm động thì sao? Thì sẽ không những là có cảm giác thì sẽ không có cảm giác hối tiếc. Không có. Không chỉ, đúng rồi, không chỉ cảm thấy hối tiếc mà tôi còn làm sao? Cảm thấy ghét bản thân à. Đúng rồi, tôi còn trở nên ghét bản thân mình nữa. Ii to omotta hon no koto o wasurete shimatta jibun ga Nasakenai nhá. Nasakenai. Nasakenai no desu.
Nasakenai là gì? Nasakenai là thảm hại, thảm thương. Thảm thương. cái lý do. Đâu lý do? Notice. Là vì. Vì sao tôi ghét bản thân này? Đây biểu hiện của nhân quả này. Chúng ta đoán theo câu hỏi phần cái chân 2 liệu có phải là tại sao nhá. Đây. Sorewana jeka, tại sao lại vậy thì biết ngay nguyên nhân là gì đấy. Nguyên nhân là liên quan đến cái câu nổi đề sự này là bởi vì, đúng không nhỉ? Nào, bởi vì sao nhỉ? Bởi vì là cô tôi có sorete sama. Ở chẳng ghét bản thân vì đã quên là không phải chán ghét, nó là tôi cảm thấy bản thân tôi thật là đáng thương, thật là thảm hại, đúng không? Bản thân tôi nhá là một người mà như thế này, đằng trước là phần bổ nghĩa cho gì bưng, bản thân tôi một người đã lỡ quên mất cái việc là mình, đúng không, đã quên cái cuốn sách mà mình đã nghĩ là nó hay, đây là cuốn sách hay mà mình lại quên mất cái cuốn sách hay này, thì các tác giả cảm thấy rằng mình thật là thảm thương, thật là đáng hổ thẹn, thật là thảm hại đấy. Bây giờ nhá, cái nguyên nhân cho cái câu phía trước này, tại sao tác giả cảm thấy ghét bản thân ấy, nào em xem cho mình các phương án nhé. Hai. Câu một nào. Mai ni yonde omoshiroi to omotta hon na no ni mo ichido yondara chumaranai to kanji shita kara. Bởi vì là cái quyển sách mà trước đây đã quyển sách, bởi vì là quyển sách mà nghĩ là nó thú vị và đã từng đọc trước đây rồi. Vậy mà lại đọc thêm. Vậy một... mà sau khi đọc lại, đúng không? Vậy mà sau khi đọc lại thì có cảm giác là chẳng. Có cảm giác là nó nhàm chán, có phải vậy không? Không. Không phải. Câu 1 đấy nó bảo này, bởi vì đấy là cuốn sách mà trước đây mình đọc mình cảm thấy nó thú vị, nhưng mà sau khi đọc lại thì thấy nó chán, không hề ý như vậy nhá. Cái nội dung nó không trùng khớp với lại cái đoạn này. Đấy, cái nguyên do ấy đó là gì? Đó là đã quên mất một cuốn sách thú vị mới là cái nguyên nhân. Câu số 2 nào? Mae ni yonde tsumaranai to omotta hon na no ni mo ichido yondara omoshiroi to kanji shita kara. Bởi vì là quyển sách mà nghĩ là nó nham chán. Bởi vì là quyển sách mà trước đây đọc là nó nham chán. Vậy mà lại đọc thêm một lần nữa và có cảm giác là thú vị. Đúng hay sai? Sai. Sai đúng không? Nó đảo ngược lại thứ tự của câu 1 thôi nhá. Cũng không phải như vậy. Loại này. Câu 3 nào? Câu 3. Ichido yonde omoshiroi to omotta hon na no ni sono hon no koto o oboete inakatta kara. Bởi vì là quyển sách mà mình nghĩ là thú vị và đã đọc một lần trước đây rồi. Vậy mà là không nhớ ra cái quyển sách đó. Đúng hay sai? À, đúng. Đúng rồi, biện pháp gì nhờ? Nên dùng biện pháp gì đấy? Từ đúng nghĩa. Oboete. Đúng rồi. IKE đúng không? Cách nói khác, đúng nhỉ? Không nhớ về cuốn sách đó chính là gì đây? Tôi đã quên về cuốn sách đó nhá. Đấy, cuốn sách hay này, Ito Mota Hong này. Chính là tôi nghĩ là tôi đọc và tôi nghĩ nó thú vị. Như vậy đúng là đã là số 3. Chán ghét bản thân ấy, bởi vì đã gì nhỉ? Đã quên đi một cái cuốn sách thú vị mà mình đọc trước đây. Câu 4. Ichido yonde tsumaranai to omotta hon na no ni nido mo okane haratte shimatta kara. Bởi vì là quyển sách mà trước đây đã từng đọc mà nó đã, bởi vì là quyển sách mà tôi nghĩ là nó nham chán đã đọc trước đây rồi ấy, thì lại tốn tiền để mua thêm lần thứ hai. Đúng hay sai? Sai. Tại sao sai? Bởi đây là trước đây đó không phải là cuốn sách nham chán mà là cuốn sách hay. Đúng rồi. Cái trường hợp mà là câu 4 này, nó không phải là cái lúc mà tác giả cảm thấy ghét bản thân đúng không? Mà đấy chỉ là lúc tác giả cảm thấy làm sao đấy? Cái này. Hối tiếc. Đúng rồi, chỉ thấy hối tiếc thôi. Cái việc mà gì đây nhỉ? Phải trả tiền 2 lần cho một cuốn sách nhàm chán.
Đấy, là tác giả cảm thấy tiếc chứ không phải là tác giả cảm thấy ghét bản thân. Ghét bản thân phải là thêm cái trường hợp đấy là cuốn sách hay cơ. Cái cuốn sách nhàm chán là không đúng này. Nên chúng ta loại câu này. Vậy đúng đây sẽ là 3. Tiếp theo đoạn cuối cùng nhé, nên mời Nam nào. Dạ. Kore kara mo onaji you na koto o shite shimau kamoshiremasen. À, từ bây giờ có lẽ tôi vẫn sẽ từ bây giờ có lẽ vẫn có việc như giống như vậy. Đúng rồi, có lẽ là tôi vẫn sẽ shiteshima, tôi vẫn sẽ làm phạm phải cái, tôi vẫn sẽ làm cái việc giống như thế. Em có hiểu cái việc giống như thế là việc gì không? Có, mua nhầm sách. Ờ đúng rồi, mua nhầm sách, mua lại cái cuốn sách mà mình đã có đúng không? Vâng. Demo homo yomu no wa tanoshi no de hongya kayoi jamerare shou mo arimasen. Thế nhưng vì là việc đọc sách rất thú vị. Đúng rồi. Nên tôi sẽ không từ bỏ việc đi đến hiệu sách. Đúng rồi, nên là cái việc đi đến hiệu sách nhá. Nó đây nó không hẳn là không từ bỏ. Nếu không từ bỏ nó sẽ dùng cái dạng thức có mang tính ý chí nhá các bạn nhá, đấy là yamenai. Đấy, là tuyên bố khẳng định luôn là tôi sẽ không từ bỏ, nhưng mà ở đây là yamerare so monai thì so monai này sẽ giống như là so ni nai và giống như là nasa soda. Đấy. Yamerare nai là không thể đúng không? Thì đây là có vẻ như tôi không thể từ bỏ được cái chuyện này, một cái phán đoán của nhân vật tôi thôi. Rồi bây giờ Nam sẽ chọn đáp án câu 30 nào. Câu 30 hỏi gì em nhỉ? Câu 30 là về việc mua sách thì tác giả nhân vật tôi nghĩ như thế nào? Nhân vật tôi nghĩ như nào về việc mua sách? Các phương án nhé. Câu số 1 là これからは失敗しないようによく調べてから本を買うようになるだろう。Từ bây giờ để không mắc sai lầm thì tôi sẽ tìm kiếm tra cứu rõ rồi. Đúng rồi. Rồi mới. Mới mua sách. Mua sách. Rồi mua sách. Đúng hay sai? Sai mà sai ạ. Sai ở những điểm nào? Không nói đến việc tìm kiếm ạ. Đúng rồi, không nói đến việc tìm kiếm. Với lại người ta có nói để không mắc sai lầm của mọi người không? Không ạ. Không, người ta nói gì đây? Người ta khẳng định luôn là gì nhỉ? Là có lẽ có thể vẫn mắc sai lầm. Đúng rồi, có thể tôi vẫn mắc sai lầm. Đấy. Cái kỹ năng loại trừ này rất quan trọng đấy các bạn nhá. Các bạn lưu ý cho Sensei đấy. Loại trừ này, không nói cái này nên câu này sai. Câu 2 nào? Câu 2 nào? Onaji shippai o kuri cái sai này ta mini để na được bê cự không gian đi cayo quan này chuẩn sư được đào để lặp lại để không lặp lại những sai lầm giống nhau. Ok Thành, để gì nhỉ? Để không gì đây? Để không lặp lại những cái sai lầm giống nhau. Sai lầm giống nhau. Thì tôi sẽ đến cố gắng đến hiệu sách. Đến á? Không đến hiệu sách. Cố gắng không ghé không đến hiệu sách. Nào, câu này đúng hay sai? Câu này gì? Đúng ạ. Câu này mà đúng quá hả? Câu này sai. Cái về trước ấy đúng không? Về trước là để không lặp lại những sai lầm giống nhau. Có khác gì câu 1 không? Giống cái về câu 1 đúng không? Người ta có tránh được cái sai lầm này không các bạn? Không tránh được nhá. Với lại có phải là người ta không đến hiệu sách không? Người ta vừa nói là gì? Tôi không thể từ bỏ cái việc đến hiệu sách được. Đến hiệu sách. Chigaimasu, đúng không? Câu 3 nào? Câu 3 nào? Hon ga suki ni naru tame ni kore kara mo shippai o kinisezu ni hon ga kayou o suru daro. Vì tôi thích sách. Không phải vì thích sách nhá. Không phải vì thích sách. Ta mẹ nghĩ đây không phải mang nghĩa là vì các bạn ạ.
mà nghĩa là gì các bạn biết không? Để đúng rồi. Để tại sao lại biết là mà nghĩa là để à Thành? Tại vì là để trở nên thích cái cuốn sách này thì. Thế tại sao không phải là vì trở nên thích sách? Vì để là vì là có mục nha, thật đúng không? Có ý chí. Hả? Vì có ý chí hả các Thánh? Vì thì phải đằng sau nó. Đúng rồi, vì thì đằng sau có được là thể ý chí không? Chúng ta học rồi, ngữ pháp tamen ý đằng sau có được dùng dạng ý chí nguyện vọng kêu gọi hành động không? Không đúng không? Nhưng cái dạng này có ý chí không mọi người? À. Tôi vẫn sẽ đi đến hiệu sách này là không có tính. Cái này là có tính ý chí nhá, nên là không thể mang nghĩa là vì được, phải là để, đúng không? Đằng sau mà là mang tính ý chí này. Đấy, đằng trước cũng là gì đây? Đằng trước là dạng là tôi trở nên thích sách là cũng có thể coi là tình ý chí, do vậy là mang nghĩa là để. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Câu này là để trở nên thích sách thì từ bây giờ tôi sẽ đến hiệu sách Kinisezu là gì ạ? Kinisezu là gì mọi người? Động từ gốc là kinisuru các em nhá, là để ý. Kinishinai đúng nhỉ? Kinishinai đấy là gì? Là không để ý. Thì ở đừng, trong dạng văn viết đấy, inai đấy bằng seizu. Không được. Tôi sẽ không để ý đến các sai lầm nữa mà tôi vẫn đi đến hiệu sách. Câu này đúng hay sai? Đúng ạ. Sai. Câu này đọc có vẻ đúng nhưng mà là sai đúng không mọi người? Sai ở đâu? Có một chỗ sai. Không có suki ni naru là thích sách. Có phải là để trở nên thích sách không? Người này có phải là trước đây không thích sách và bây giờ muốn trở nên thích sách không? Người này làm sao? Nó đã thích sách rồi, người này thích sách từ đầu rồi, đúng nhở? Nên là câu này là câu sai đấy. Câu này rất dễ nhầm các bạn nhé, để ý cho sensei đấy. Bởi vì ấy là thấy này, Honya Kayoi, ôi giống ở đây quá, giống cuối quá, không thể từ bỏ được, tức là vẫn tiếp tục. Vậy thì câu này đúng nhưng mà lại sai với trước đấy. Lưu ý câu 4 nào. Vậy thì chỉ còn câu 4 đúng thôi. Câu 4 tại sao lại đúng? Sipai suru koto mo aru kamoshirenai ga. Người ta nói gì nhỉ? Mặc dù có lẽ là vẫn sẽ có những thất bại, nhưng từ bây giờ tôi vẫn tiếp tục mua sách. Đúng hay sai? Đúng ạ. Đúng rồi. Câu cuối nói luôn, đúng không? Đoạn cuối này vẫn làm những cái sai lầm giống như vậy này và không thể dừng cái việc gì nhỉ? Cái việc đi đến nhà sách. Nhiều bạn sẽ bảo chứ, người ta nói là người ta không thể dừng đi đến nhà sách, chứ nói là người ta tiếp tục mua sách đâu. Nhớ đến nhà sách để xem thì sao? Ở đây chúng tôi không nói thế, đúng nhỉ? Chúng tôi thấy những cái câu khác là sai thì chúng ta chọn cái gần đúng nhất chứ không phải người ta bê. Chứ nếu chặt thế chả nhẽ bây giờ người ta cho đúng cái câu đấy xuống thì còn gì hỏi là đọc hiểu nữa. Đúng chưa? Đúng ở đây phải là 4 nhá. Đấy, mọi người chú ý cho nên cái cách, cái kỹ năng loại trừ đáp án đấy, những cái nhỏ nhất chúng ta cũng phải để ý xem là nó có đề cập đến hay không. Tiếp theo này, sang bài số 2, bài chung 2. Có bạn nào đúng hết bài chung đầu tiên không? Đúng được một câu. Đúng một câu à? Sensei, hình như cái câu 30 này trong bài thầy chọn đáp án 2 là đúng hay sao? Thế á? Vâng, tại vì em chọn đáp án 4 xong em dò đáp án cái thì em thấy bên trong đề lại chọn 2 mà bên tại vì ấy, tại vì nhá, nhiều khi là sensei nhìn sang cái bảng điểm của gì nhỉ? Của cái đề khác ấy, cho nên sensei đánh sai đấy. Cho nên là cái chữ cuối cùng này mới là cái chính xác nhất này. Để sensei xem lại nha. Thì như vậy thì em chọn 2. Đúng rồi. Sensei đang khoanh 2 đây. Sửa lại này, xem các bạn có lên được điểm không này. Em mất điểm rồi. Ừ, em mất 3 điểm câu này. Có người mất điểm. Ồ, bạn Duyên mất điểm này. Bạn Thơ tăng điểm này. Bạn Thành vẫn giữ nguyên này. Bạn Ánh như tăng điểm thì phải. Rồi ok, chúng ta tiếp tục bài. Nói chung là câu nào mọi người thấy có vẻ như là không ổn thì mọi người cứ nhắn để sẽ chỉnh lại. Thực ra là cái hôm chữa là chắc chắn là sẽ ra vấn đề hết đấy mà. Có điều là cái lúc mà chấm xong thì kiểu hơi kiểu mất tinh thần, mất động lực ấy nhỉ. Vâng. Bài 2 nhá, bài 2 là bài về cái ô. Bài này về cái dịch ấy là khó hơn bài phụ số 1 rồi. Câu nó sẽ dài dòng và nó mang tính chất kiểu dùng mệnh đề định ngữ nhiều hơn, cho nên thành ra nó sẽ khó dịch hơn cái bài trước đấy. Chúng ta cùng xem đoạn này này. CC mời
Duyên nào? Hai sensei. Dịch cho sensei đoạn này nhá. Vâng ạ. Totsugen no ame de kasa ga nakute komattari. Awatete kasa o katta no ni sugu harete shimatta to iu keken o shita hito wa oi daro. Có vẻ như là theo kinh nghiệm của, có nhiều người nói là theo cái kinh nghiệm ấy là không phải theo kinh nghiệm nhá. Đây là động từ keke oshita là trải nghiệm điều đó. Trải đã nghiệm. Từng trải điều đó em ạ. Có vẻ như này. Có vẻ như có nhiều người ấy đã từng có cái trải nghiệm như thế này. Đã từng có trải nghiệm là đúng rồi, trải nghiệm là gì thì là trước đó liệt kê đúng không? Trải nghiệm là tự nhiên trời đổ mưa nhưng lại không có ô nên đã rắc rối. Chính xác. Và người ta vội vàng đi mua ô nhưng mà trời lại tự nhiên quang đãng. Đúng rồi. Ô em dịch rất tốt đấy, bởi vì là lúc mà sensei chữa cái câu này nếu mà không hướng dẫn ấy là nhiều bạn không hiểu ý người ta biết gì đâu nhá, nhưng mà bạn hiểu luôn rồi đấy. Có nhiều không người ấy, họ từng trải nghiệm một cái như thế này. Là sao bài này là sao? Không phải là em hiểu luôn đâu, nhưng mà tại vì lúc em làm bài xong thì em toàn đánh bừa, nhưng mà về hôm sau là em ngồi em dịch hơi lâu ấy. có lẽ là có nhiều người này họ từng trải nghiệm một cái họ đã từng trải một cái sự việc như sau, một cái trải nghiệm như sau. Đấy là gì đấy? Bởi một cơn mưa bất chợt, nhưng mà họ không có ô, đúng nhỉ? Họ gặp rất là nhiều khó khăn với nó, sau đó họ hoảng hốt vội vàng đi mua ô, thế nhưng mà ngay sau đấy thì lại ngay. Đấy, câu tiếp nào. Vâng. Hichizo na toki dake kasa ga kari raretara donna ni benri daro ka. Chẳng phải là những lúc như không, cái này không phải chẳng phải là nhá. Nó không phải là no de wa nai ka thì mới là chẳng phải là. Cái này chỉ là gì nhỉ? Cái này là có lẽ là như thế thôi. Nếu mà có thể mượn ô vào những cái lúc cần thiết như thế thì có lẽ là rất tiện lợi. Chỉ đúng không? Từ quan trọng là từ chỉ này. Nếu mà có thể mượn ô chỉ vào những lúc cần thiết thôi ấy thì rất là tiện lợi ạ. Đúng rồi, thì tiện lợi biết nhường nào đúng không nhỉ? Đôi là như là biết nhường nào biết bao nhiêu. Đúng rồi, bạn dịch được hai câu đầu tiên. Tiếp theo Quân nào? Quân dịch sang đoạn 2 nhá. Jichu wa soi ga kanko na machi ga aru. Không phải kanko. Không phải kanko, kano chứ. Kano. Kano na machi ga aru. Kono machi wa bento o wasurete mo kasa o wasureru na to iu kotoba ga aru zo ni totemo ame ga oi. Thì thực ra là có một thành phố như vậy. Bay quá, một thành phố như vậy thì nó dùng Soregakano làm gì? Người ta dùng là Sonamachi đi đúng không? Nào, thực ra là có một thành phố ấy mà cái chuyện đó, cái điều đó có là thể, cái điều có thể làm, cái điều khả thi, đúng rồi. Điều đó chắc chắn người ta sẽ hiểu, hỏi là điều gì đúng không các bạn? Đấy, vậy thì nó sẽ chỉ nội dung ở đâu các bạn? Câu trước. Đúng rồi, câu phía trước. Đúng nhỉ? Các bạn lưu ý nhá, số D sẽ chỉ nội dung câu trước mà lại có cái từ gọi là từ kano là khả năng, khả thi. Vậy thì nó phải có một cái liên quan đến khả năng đúng không? Mà ở đằng trước có một câu diễn dùng thể khả năng đúng không? Là câu gì đấy? Karirareta. Đấy. Vậy thì cái điều đó là điều gì nhỉ? Mượn ô những khi có thể mượn ô khi trời mưa. Bây giờ Quân xem lên cái nào đúng nào. Soi wa soi to aru ga nanika. Được. Có ba. Bạn là ba. Nào, câu hỏi nhá, có viết là cái đó vậy, đó là cái gì? Từng phương án nào, một nào.
Một là khi đột nhiên trời mưa thì có không, không dịch như thế, không dịch như thế. Điều đó dịch là để hiểu câu hỏi. Người ta có viết điều đó, điều đó là điều có thể thực hiện. Vậy điều đó điều gì vậy thì phải là cái việc, đúng không? Cái việc mà mua thì là trời, cái việc mà mua ngay lập tức, khi trời đột nhiên đổ mưa. Câu này tại sao em không chọn? Câu này là vế sau là sai. Sai chỗ nào? Mua ô ngay lập tức. Tức là mua từ từ à? Không ạ, à, nghĩa là có thể mượn ô. Có phải mua không mọi người? Không. Không. Mượn ạ. Mượn ô, đúng rồi. Cái này mà sửa thành ca đi lự thì đúng không mọi người? Đúng. Đúng, đúng nhá. Nó sai ở chỗ, nó không phải là mua mà người ta nói là mượn. Loại này, câu 2. Câu 2 là điều đó là sau khi mua mà không sử dụng có thể trả lại cửa hàng. Là cái việc sao đây nhỉ? Là trả cái lại việc cửa nhá. Hàng. Là cái việc trả lại cửa hàng, đúng rồi. À, cái ô mà. Cái ô mà không sử dụng, cái ô đã mua mà không sử dụng. Đúng rồi. Có phải không em? Không ạ. Không, không nói là trả lại cửa hàng cái này này, sai này. Câu 3 nào? Câu 3 là việc có thể mượn ô chỉ khi cần thiết. Cái việc mượn và dùng ô chỉ những khi muốn dùng, đúng hay sai? Đúng ạ. Đúng. Rồi, IKE nhá. Hoàn toàn trùng khớp luôn. Nó không dùng là tsukai tai toki, mà dùng là gì ạ? Hitsuyo na toki, đúng không? Đấy, như vậy đúng. Đây sẽ là 3. Câu 4. Câu 4 là ngày mưa à, việc mà việc mà tham quan, khách tham quan mà không cái việc mà tham quan mà không cần phải trong ngày mưa, trong ngày mưa, đúng hay sai mọi người? Sai. Sai, đúng rồi, đúng là 3 nhá. Đấy, vậy bây giờ thấy xin chữa là nó cũng không phải là quá khó, đúng không? Để tích thêm kinh nghiệm thì sẽ chọn đúng nhiều hơn đấy. Cố gắng nghe những cái lúc mà giảng bài ấy, cái đấy là cái quan trọng. Với lại CC vẫn nghĩ là mọi người cần phải xem thật kỹ lại cái mấy cái video dạy về phân tích kết cấu câu, thành phần câu ấy, thì dịch được thoáng thoáng thì nó mới giúp các bạn chọn được đáp án tốt hơn được. Rồi tiếp theo nào. Đây em mới vừa chọn thôi chứ còn những cái câu này vẫn chưa dịch xong, dịch tiếp nhá. Vâng. Kono machi wa. Câu này đọc rồi, câu này đọc rồi. Câu này đọc rồi. Đọc rồi. Ở cái thành phố này thì có rất nhiều mưa. Đúng rồi, có rất nhiều mưa. Có một câu là Yoni đây mang chức năng gì mọi người? Như là giống như là đúng không? Vâng, có một câu giống như là có một cái câu nói đúng không nhỉ? Vâng. Có thể quên bên tôi nhưng không thể quên hộp. Đúng rồi. Cơm hộp thì được quên. Nhưng không được quên gì đấy? Quên ô. Được quên ô, đúng rồi. Ăn thì quên được, chứ ô thì không được quên, đúng không nhỉ? Đấy, nó nhiều mưa đến mức vậy nhá. Sushite kanko kekku no oi machi demo aru. Kasa ga naku temo minna ga komaranai jo ni. Sai kinh của Nomachino Aru Guru Bơ Ngã Kasi Ngã Sạ cái gì đó Katsudo nhá. Katsudo Hagi Meta. Rồi, như nào nhỉ? Và có thành phố này có rất nhiều khách du lịch. Cái cụm này là gì? Demo Aru đây là gì? Cũng có. Cũng có. Cũng có, làm gì có đế đằng trước. Cũng có phải là Machimo Aru chứ. Đúng không? Có biết tại sao là Demo Aru không? Bình thường ấy, nó là gì đây? Nó là Machi De Aru nhá. Đúng không? Nó là chính là bằng lịch sự của đà hay là đề sự, đúng chưa? Thì thêm mô vào để làm gì biết không? Nó cũng là
khi dịch nó sẽ là cũng là. Và ấy, cái thành phố này cũng là một thành phố mà gì nhờ? Có nhiều khách du lịch. Có nhiều khách du lịch. Ừ. Câu sau. Mọi người cả chắc. Không, phải biết được. Đúng rồi, phải biết được cấu trúc thành phần câu đã, nếu không thì sẽ không thể dịch được. Nhiều nghĩ ở đây. Để mà mọi người. Đúng rồi, để. Đấy. Để mà mọi người không bối rối khi không có ô. Đúng rồi, để mọi người không bối rối khi không có ô. Thì lần đây. Lần đây. Đây. Có một bắt đầu một hoạt động. Thì gần đây nhá, gần đây cái gì bắt đầu chữ chủ ngữ đúng không? Gần đây một cái group. Một cái gì nhỉ? Một cái group, một cái nhóm. Nhóm. Một cái nhóm nọ đúng nhỉ? Một cái nhóm nào đấy ở trong đang bắt đầu hoạt động. Thị trấn ở này. Ở trong gì đây? Ở trong thành phố này. Ở trong thành phố ấy, họ đã gì nhỉ? Đã bắt đầu một hoạt động cho mượn ô. Đúng rồi, họ đã bắt đầu hoạt động gì? Cho mượn ô. Cho mượn ô. Có thật cho mượn ô không các em? Các bạn có biết cái từ cho mượn ô nếu dịch ra nó phải là dịch như nào không các bạn? Nó phải như này các bạn nhá. Đó là ca sạ ca si gơ thì mới là cho mượn ô. Đấy, còn ca si ga sạ thì nó không phải là cho mượn ô mà là gì mọi người nhỉ? Ô cho mượn. Đúng rồi, cái ô dùng để cho mượn. Đấy, khác nhau. Đúng tự. Sao không ra nhỉ? À, đang đánh sai. Đó, khác nhau. Một cái là đây này, đây là cái sự cho mượn ô nhưng mà cái ca si ga sạ này là cái ô cho mượn, nó bắt đầu cái đó. Thực ra thì nghĩa thì nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà CC muốn các bạn hiểu bản chất ấy, xong rồi các bạn dịch sau này nó không bị sai. Rồi tiếp theo nhá, CC mời thơ nào. Hey, sensei, kono kasa wa kankoukyaku demo shimin demo muryou de jiyū ni riyō dekiru. Thì cái ô này ấy thì ngay cả khách hàng, ngay cả người tham quan hay là người dân thì có thể sử dụng tự do, không mất phí ạ? Đúng rồi, cái ô này này, ngay cả khách tham quan hay là cái người dân trong thành phố ấy đều có thể sử dụng một cách tự do và miễn phí, đúng không? Miễn phí. Hiện tại 4500 hôn yêu ga basu te ya supa kokyo wa kokyo no tatemono nado no kashikasa. Kashigasa, gasa nó biến âm. Kashigasa yo no kasa tate ni oite atte hichuyou na toki wa sore o kariru koto ga dekiru. Thì là hiện tại thì có đặt những cái ô dùng để nào. Có đặt thì phải là đặt cái gì đúng không? Mà taru nhá thì cái đấy sẽ đi với trợ từ gá. Cái n gá vtaru đúng chưa? Vậy thì cái gá đây. Vậy thì cái n cái danh từ đấy là gì? Hiện là tại thì có đặt là 4500 cái hơn 4500 cái đúng rồi, cái ô 4000, hiện tại này 4500. Có hơn 4500 cái ô đang được đặt đúng nhỉ? Ở đâu em? Dạ. Đang được đặt ở những nơi công cộng và đang được cộng, đặt nó đang đặt ở đây cơ mà. Đặt ở đâu là đặt ở đây này. Đang được đặt là ở các vị trí. Đặt ở đâu, đặt ở đâu, đặt ở đâu? Có đoán được nghĩa của cái từ ca sạ tà tê không? Chỗ dựng ô. Chỗ dựng ô nhá. Ô. Dạ. Nào, chỗ có dựng. Hơn 4500 cái ô đang được đặt ở chỗ dựng ô. Dùng, đúng không? Dùng cho gì ấy? Ô cho mượn. Đúng rồi, dùng riêng cho những cái ô cho mượn. Đấy, có nghĩa là những cái chỗ đặt ô đấy ấy, chỉ dùng riêng cho những cái ô cho mượn thôi. Xong người ta mới liệt kê chẳng hạn đó là chỗ nào nhỉ? Ví dụ như là những cái tòa nhà công cộng à? Ừ, tòa nhà công cộng là tòa nhà như nào? Ví dụ như nhà ga này. Nhà ga. Đúng rồi, nhà ga này, đúng không? Bệnh viện này, đúng chưa? Vân vân. Được. Đấy, điểm dừng xe buýt hoặc là siêu thị ạ. Ở siêu thị. Tiếp. Kaesu no wa kaita no to onaji ka sa tate de naku demo ii.
thì là cái việc trả ấy, đúng không nhỉ? Cái việc trả có phải việc trả không? Việc. Muốn biết cái từ no thay cho gì nó phải để ý cái cuối của nó đúng không? Cuối của nó đây đây nó là ngữ pháp nhá. Kasa tate denakute moi, đây là ngữ pháp thôi. Vậy thì cái gì nhỉ? Cái thay cho cái từ no này nó sẽ là cái này. Kasa. Đây là cái gì đây mọi người nhỉ? Cái chỗ ba-so. Cái nơi đúng không? Cái nơi trả. Ba sổ. Ba sổ hoặc tokoro. Cái nơi mà trả thì na cự thì không cần phải giống như mà cái vị trí mà đã mượn ấy. Hiểu ý câu này nói không? Dạ, hiểu ạ. Ví dụ như bạn hiểu thơ à? Bạn mượn ô ở Tokyo đúng không nhỉ? Nhưng bạn có thể đến Okinawa, bạn trả, bạn dựng ở đấy cũng được. Đấy, ý câu này như vậy nhá. Nói hơi quá nhưng mà câu này có nghĩa là cái địa điểm mà mình trả ấy, không cần phải là cái địa điểm mà mình gì đây nhỉ? Không cần phải là cái chỗ đặt ô giống như cái lúc mình mượn được, không sao. Dạ. Rồi, đoạn cuối cùng nào, xin xem mời bạn chỉnh nào. Hai. Kashi ga sa o hajimeta group de wa karita kasa wa tai. Sao nói bé thế chỉnh ơi, nói to lên chút em. Karita kasa wa taisetsu ni chikai kichinto kaeshite hoshii to itte iru. Cái nhóm bắt đầu hoạt động, bắt đầu ô cho mượn à? Hoạt động ô cho mượn. Đúng rồi, cái nhóm bắt đầu hoạt động ô cho mượn ấy. Vâng. Thì nói là cái ô họ đúng không? Tô IT tự nhá, họ nói này, luôn nói họ này. Nói là cái ô đã mượn thì là sử dụng cẩn thận. Ừ. Cái ô đã mượn thì cái ô đã mượn thì sử dụng cẩn thận. Và muốn trả, và họ muốn là trả gì ạ? Thực ra ấy, cái này nhớ các bạn nhá. Nó ngữ pháp cái này nó sẽ chung cho cả hai. Có nghĩa là những cái nhóm này này họ muốn những người mượn ô, đúng nhỉ? Hãy sử dụng cái ô một cách cẩn trọng, một cách gọi là trân quý nó, quý trọng nó. Và gì? Kichinto kaeshite hoshii. Và làm sao? Trả là một trả cách. Cũng đúng rồi. Phải là... Và trả lại một cách như nào đây nhỉ? Nghiêm chỉnh đàng hoàng đúng không? Vâng ạ. Tiếp theo. Mata doko ka ni oite mama no kashi gasa o michiketara kasa tate ni morosu nado no dōryoku mo shite hoshii to yobikakete iru. Hơn nữa thì kêu gọi thì là hơn nữa nhá, chúng tôi muốn kêu gọi mọi người tại chúng tôi sợi chúng tôi hơn nữa là yobikakete iru. Kêu gọi đúng rồi nhưng mà ai kêu gọi? Kêu gọi. Ai kêu gọi? Cái nhóm này. Cái nhóm đúng đấy rồi, kêu gọi này, mọi người à? Cái chủ ngữ đúng không? Vâng thêm à. Nữa này họ đang kêu gọi đúng nhỉ? Họ đang kêu gọi mọi người chung tay nỗ lực. Ừ, họ kêu gọi nhá, họ muốn mọi người làm sao đây? Kyōryoku o shite hoshii, họ muốn mọi người chung tay góp sức nỗ lực để làm gì? Để làm gì là chính cái để trả này. Lại. Vâng. Nào để làm sao đây? Có vế đấy, có tà ra này. Nếu mà nhìn thấy cái ô cho mượn ở đúng rồi, để nếu mà tìm thấy cái ô cho mượn ấy, nếu mà tìm thấy ô đây? Cho mượn đang ở vị trí nào đó. Nó đang để nguyên ở một cái vị trí nào đó thì làm sao? Thì hãy trả lại về cái vị trí dựng ô, cái chỗ ô, đúng rồi. Ô à. Ví dụ như bạn chỉnh, bạn ấy dùng ô xong bạn ấy quẳng ở gầm cầu đúng không? Vâng. Thì bạn Quân nhìn thấy cái ô để gầm cầu đấy phải làm sao? Phải bạn đưa vâng. lại cái chỗ dựng. Đưa lại cho đấy. Bạn chỉnh. À, đưa lại cho bạn chỉnh à? Đưa lại cái gì nhỉ? Đưa lại cái chỗ ca sạn tà tê, chứ không phải là đưa lại cái người vứt nhá.
Đến lúc mà nghĩ như vậy xong bài lại cho một cái là đưa lại cho người đã để thì lại chọn sai đấy. Như vậy đúng ở đây sẽ là à chết rồi, chưa đọc đã đúng là mấy rồi. CC bị kiểu cái hội chứng đáp án rồi. Câu 32 nào. Kashigasa nitsuite no sesume de ateru mono wa dore ka? Cái mà hợp với nội dung về giải thích cho cái ô này là cái nào? Đúng nhỉ? CC mời cái bạn nào là cái bạn mà dịch nhiều nhất về cái đoạn cái ô trong mượn đấy nhỉ? Hình như là bạn Thơ thì phải, bạn Thơ ở Thơ sang nào. Dạ. この街に来た観光客だけが利用できる。Vì câu này sai ạ. Là chỉ có những cái khách mà tham quan đến cái thị trấn này thì có thể sử dụng ạ. Tại sao sai? Thì trên là cả khách tham quan và cả người dân có thể được dùng nhá. Đúng rồi, thêm cả xi minh nữa nhá, nên là này là sai này. Câu 2 nào? Câu 2 là Kashigasa no kurupu no member dake ga iyo dekiru. Thì chỉ có những cái thành viên của cái group Âu cho mượn thì có thể sử dụng thì cũng sai. Là sai đúng không? Đúng rồi. Dạ. Cái này sẽ là ai nhỉ? Người dân và du khách. Người đúng dân không? Và Kanko, Kaku và Simin. Dạ. Sai. Câu 3. Câu thứ 3 cũng là sai luôn. Tại sao sai? Thì là câu này là Kanko Kaku nara dio shita kasa o kinen ni mochi kaette mo ii. Thì là nếu mà khách hàng tham quan ấy thì cũng có thì sau mà khi mà sử dụng xong ô ấy thì mang về làm kỷ niệm ấy. Có thể mang về làm kỷ niệm, sai đúng không nhỉ? Không có chỗ nào nói làm dùng xong cho mang về làm kỷ niệm hết. Đấy, vậy thì bằng nào cho nó hết đúng không? Còn câu số 4 thì câu số 4 đúng là Dio shita atto wa ano kashigasa yo no kasa tatte no doreka ni kaesai bai. Thì là sau khi mà sử dụng xong ấy thì là nên à? Sau mà khi mà sử dụng xong ấy thì nên cũng được, nên đúng không, nên trả lại à, nên trả lại là nên sao lại, nhỉ, cần trả lại cái ô về không phải trả lại cái ô à? Trả lại đúng không, trả về dạ. Cái gì nhỉ, trả về một cái chỗ nào đó đúng không, trả về một chỗ cái nào? Một cái chỗ giữ ô nào đó dùng để cho cái ô chuyên cho mượn này, đúng hay sai? Đúng. Câu này đúng à? Đúng rồi. Thế chỗ nào nói rằng là cái chỗ này? Đô đây cả ní này mọi người. Thì là cô khai sự cô Onagi Kasa. Đúng rồi. Không cần phải là cái chỗ giống như lúc mượn cũng được đúng không? Tức là miễn nó là cái chỗ giữ ô là có thể để đâu cũng được nhá. Đấy, như vậy đúng đây là 4. Vậy mọi người thấy chưa? Thành ra ấy, nếu như mất nhiều thời gian mà không đọc đến những câu này rất phí. Thực ra nó không hề khó. Có thể các bạn không có dịch được hết hay lúc đấy, nhưng mà các bạn loại trừ đáp án, các bạn soi trên bài và câu hỏi các bạn vẫn chọn được, không hề khoai đến mức như thế. Nên là đừng có để mất quá nhiều thời gian cho một cái môn đai nào đấy nhá. Chú ý rút kinh nghiệm. Câu 33 nào. Câu 33 là chỉnh nào. Kashigasa o hajimeta group ga bên Rio Rio suru hito ni shite hoshii to itte iru koto wa nani ka. Cái nhóm đã có hoạt động cho mượn ô. Thì cái việc thực ra khi dịch ấy nó phải là cái cô tổ chức việc, cái điều mà cái điều mà nhóm đã bắt đầu hoạt điều... động cho mượn ô ấy. Nhóm bắt đầu hoạt động trong mẫu ô thì đã họ nói, luôn nói đúng không nhỉ? Là muốn mọi người họ luôn nói là muốn gì đây? Người sử dụng luôn luôn muốn người sử dụng làm gì? Điều gì? Đúng rồi. Thực ra dịch vậy nó hơi khó hiểu. Dịch thoáng là nó gì nhỉ? Những cái người mà bắt đầu hoạt động này ấy, muốn những người sử dụng làm gì? Đấy. Các phương án nhé. Một nào. Và sao?
Daisy ni chukai. Đâu rồi, chỉnh đâu rồi? Alo. À, em đây ạ. Kasao Daisy ni chukai kashigasa no kachudo ga umaku iku you ni doryoku shite hoshi. Na từ này là muốn... từ này là không phải là đô điêu cự em ạ. Từ đây này không đọc no đô điêu cự. Không. Các bạn lưu ý cho trên xe ba từ này nhiều bạn dễ nhầm, không phải là riêng bạn Chỉnh đâu nhá. Kể cả mấy bạn N2 trên dạy vẫn thấy nhầm. Từ no. Năng lực là no điêu cự. Từ nỗ lực là đô điêu cự. Đô điêu cự. Đô điêu cự, lưu ý nhá. Và từ hiệp lực ấy là kyo điêu cự. Kyo điêu cự. Đấy. Nào, câu này là gì nhỉ? Muốn. Họ muốn. Ừ. Họ muốn. Atsukai là gì hả em? Đối xử. Đối xử với cái ô à? Không phải đối xử với cái ô nhá. Sử dụng. Đúng rồi. Từ từ sẽ nói một chút nhé các bạn nhé. Từ này là từ vựng N2 thì đúng hơn. Atsukau ấy. Nó là từ vựng N2. Nó có nhiều cách dịch, đúng nhỉ? Đối xử này. Đối xử sẽ dùng cho cái gì đấy? Đối với con người. Ờ, người hoặc là vật nuôi, vật đúng nhỉ? Nuôi. Đấy, động vật. Thứ hai, đó là sử dụng. Đấy, sử dụng là đồ vật nhá. Một cái nữa ấy, đó là xử lý, giải quyết. Là mấy cái trừu tượng như là vấn đề, các thứ ấy, thì dùng như vậy. Trong trường này là đồ vật thì chúng ta sử dụng. Nào, mong muốn mọi người sử dụng một cách. Họ mong muốn mọi người sử dụng cách cẩn thận. Cẩn thận, đúng rồi. Và để chung tay để mà và mong muốn mọi người và mong muốn mọi người hiệp lực chung tay để trở nên để cái hoạt động cho mượn ô này tốt hơn nữa. Nó tốt hơn, nó ư mắc cự ý cự, nó vận hành một cách êm đẹp nhá. Đúng hay sai? Đúng ạ. Có hai vế thứ nhất là trân trọng, sử dụng một cách gì nhỉ? Cẩn thận là có đúng không nhỉ? Có. Chính là đây đúng chưa? Chả đấy. Cũng cẩn thận ạ. Ờ, thế còn cái đoạn mà nói là hợp tác để cho cái hoạt động nó tốt hơn ở đâu? Kyo ryoku. Namichuketara. Đúng rồi, nó chính là cái ý của đoạn này thể hiện đúng không? Đấy. Người ta không nói hẳn ra là cái chỗ nào là katsudo ga umaku iku, nhưng mà cái ý nghĩa của cái chỗ đấy là đúng nhá. Như vậy chúng ta có thể chọn một này. Còn nếu mọi người thấy là phân vân chỗ đấy ấy, mọi người đang phân vân cái chỗ gọi là katsudo ga umaku iku, mọi người sẽ xem tiếp các câu còn lại xem thế nào. Ví dụ câu 2 nào. Câu 2. Kasao dondon karite kashigasa no riyosha. Họ muốn mọi người mượn đúng rồi, mượn đom mượn dần dần làm nhiều lên, mượn thật nhiều ô và họ cũng muốn mọi người chung tay để làm để cái số người sử dụng ô cho mượn tăng lên. Đúng hay sai? Sai. Chắc chắn là sai đúng không? Cái này không hề đề cập đến là cái việc là mong muốn mọi người mượn thật nhiều để làm tăng người sử dụng đúng không nhỉ? Sai này. Câu 3. Kashigasa no kasa ga fusoku shinai yo ni fuben fuyo fuyo na kasa o tomeru atsumeru no ni kyoryoku shite hoshi. Để không fu gì à? Fusoku. Đây là gì? Nghĩa của từ này là gì? Không đủ. Hoặc thiếu. Để cái ô cho mượn mà không thiếu
không bị thiếu. Chúng ta thấy nhá, phư số cự Sinai này, phư số cự là gì nhỉ, là không đủ đúng không? Không không đủ có nghĩa là gì? Đủ là đủ ạ. Đủ. Không không đủ. Không không đủ, hiểu ý không? CC hỏi ông đấy hả Thành? Phư số cự nó là ạ. Nó là thiếu. Không Sinai là không không thiếu này có nghĩa là đủ. Để cho ô, để cho cái ô mà dùng để cho mượn nó đủ ấy thì sao? Thì mọi người cùng chung tay tập hợp những cái ô không cần thiết. Không cần thiết. Đúng hay sai? Sai. Sai, sai ở những chỗ nào? Không sai. Có. Sai về. Con nói là để cho ô đủ mọi người nhờ. Mục đích ở trên này con nói là để ô đủ không? Không, không nói đúng không? Không nói này. Làm ra 4.500 cái ô để các nhiều vị trí khác nhau. Với lại con nói là tập hợp những cái ô mà không cần thiết không? Không. Không phải đúng nhỉ? Tập hợp những ô mà mọi người vứt bừa ra thôi chứ không phải lấy là những ô không cần thiết nhá. Câu 4. Kashi gasa no kasa ga kashi jasuku naru yo ni kasa tate o fuyasu koto ni kyūryoku shite hoshii. Để cái ô cho mượn mà dễ dàng trả lại ạ. Đúng rồi, để cái ô cho mượn dễ dàng trả lại ấy, để dễ dàng trả lại cái ô cho mượn ấy thì thì họ muốn mọi người chung tay hiệp lực để làm gia tăng cái vị trí, gia tăng để làm cái tăng chỗ cái vị trí đặt kasa tate, vị trí đặt ô đúng hay sai? Sai. 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 Đúng rồi. Đấy. Như vậy là đúng, chúng ta sẽ là 1 đúng nhỉ? Như vậy là bao nhiêu? 6 câu, mỗi câu 4 điểm, 24 điểm, gần một nửa bài. Gần một nửa số điểm của đề đọc hiểu trong mấy câu hỏi trung văn. Đừng để phí điểm nhá, một câu cũng đáng quý. Tiếp theo, môn đề 6 này, trường văn này. Nào CC mời CC mời Nam nhá. Nam dịch giai đoạn này nào. Dạ. Xin tự chủ TV đi a tụ taxi kai sa no hana hanashi ga sukai sarete ta. Nào mấy ngày trước có thấy em được giới thiệu công ty trên TV, được giới thiệu một công ty câu chuyện của một công ty, câu chuyện về một công ty, câu chuyện taxi. Của một công ty taxi đúng rồi, có được giới thiệu ở trên TV mấy hôm trước đúng không nhỉ? Taxi no unten shu wa Liyosha kara osoide kudasai to. Không phải osoide, isoide kudasai to iwareru koto wa ooi no de isogu koto wa sabisu ni naru to omotte iru hito ga ooi. Là người lái xe taxi thì có nhiều người đúng rồi đấy, mặc dù nó là có nhiều việc nhưng mà việc này là việc liên quan đến người này thì có dịch là nhiều người cũng không sai nhá. Có nghĩa là những ông này này hay gặp cái chuyện này thì có thể dịch là có nhiều người cũng được. Có nhiều các người... ông lái taxi ấy đúng không, thì có nhiều người làm sao nói bị người người dùng, đúng rồi, bị người dùng nói là hãy nhanh lên. Hãy nhanh lên. Vì vậy mà đúng không? Vì vậy mà nhiều người nghĩ rằng việc nhanh là một dịch vụ. Đúng rồi, việc nhanh là trở một dịch thành vụ. Một dịch vụ. Trở thành một dịch vụ. Em có hiểu ý của cái việc nhanh trở thành dịch vụ là gì không ạ, Nam? Em chưa hiểu lắm. Chưa hiểu lắm à? Có bạn nào dịch? Có bạn nào hiểu cái việc nhanh là dịch vụ là gì không mọi người? Đi nhanh thêm tiền. Không phải đi nhanh là thêm tiền. Mà là đi nhanh ấy sẽ là gì nhỉ? Sẽ là phục vụ khách hàng tốt. Đúng rồi. Sẽ tốt cho khách hàng nhá. Và sẽ là một cái dịch vụ khiến khách hàng đánh giá cao. Bạn Nam nào, CC hỏi bạn cái từ Hito này ấy là người nào? Người lái taxi.
Đúng rồi, người lái taxi đúng không? Bởi vì xuất hiện hai người là người sử dụng người lái taxi thì cái người nghĩ rằng đây là người lái taxi đúng không nhỉ? Tiếp nào em. Sore de hashiri dashi sugu ni tashite sugu ni speed o agetari mae no kuruma ga ochoi toki wa chui oishite Oikoshitari shite ita. Ừ. Thế nên rồi, thế nên khi bắt đầu chạy đạp ga. Nhìn nhá, nhìn nhá. Dạ. Nó đang T này đúng không? Sẽ bắt đầu tari này. Đấy. Là liệt kê đúng không? Nó đang liệt kê thôi, tari này. Thì em dịch cái nào cũng được. Vì vậy này, hashirida shite, tức là vì vậy ấy, sẽ có những kiểu sau. Thứ nhất là bắt đầu chạy một cái. Bắt đầu chạy một cái thì lập tức tăng tốc độ. Đúng rồi, lập tức tăng tốc độ ngay lập tức. Và rồi gì nữa? Khi mà có xe phía trước đi chậm. Đúng rồi, khi mà xe phía trước đi chậm ấy thì vượt qua. Thì sẽ vượt qua nó. Đúng rồi. Tiếp theo. Tokoro ga sono kaisa ga Dijosa ni anketo chousa o itte miru to 70% ijo. Từ cái từ này Nam vừa đọc là gì đấy hả? Từ này là itte hả? Không phải đâu. nếu là itte nó là đi đúng không? Nhưng mà đây là không phải, nó là thực hiện. Là gì nhỉ? Okotte miru to. Okonatte. Okonatte miru to. Okonatte miru to 70% ijo no hito ga jukuri hashitte hoshi to omotta koto ga aru to kotae ta sho da. Tuy nhiên thì trong khi thực hiện một cuộc điều tra, thế nhưng ấy, khi mà thử tiến hành một cuộc điều tra như nào, điều tra cái tội, điều tra kiểu gì các bạn biết không? Câu hỏi. Điều tra gì nhỉ? Điều tra cái theo một cái bảng khảo sát. Bảng câu hỏi, đúng rồi. Điều tra khảo sát. Người sử dụng. Cái công ty đó đúng không nhỉ? Tuy nhiên công ty đó thử đúng không? Thực hiện một cuộc điều tra khảo sát từ người sử dụng. Thì có hơn 70% người trả lời rằng nghe nói là có trên đúng không? 70 có trên 70% người số người trả lời là tôi muốn chạy chậm. Để cho đúng nào. Omota koto aru này. Tôi đã từng nghĩ đúng không? Tôi đã từng nghĩ muốn là muốn chạy. Bác tài đúng không? Chạy chậm, chạy từ từ thôi, đúng rồi. Như vậy mọi người thấy ngay đoạn đầu tiên ấy đang xuất hiện hai cái dòng suy nghĩ đang bị đi lệch nhau đúng không? Một bên thì muốn chạy chậm, một bên lại khách hàng là muốn chạy chậm ấy. Nhưng mà cái bên gì đây? Bên lái lại tưởng là khách hàng muốn nhanh, thành ra lại làm ngược lại nhá. Đấy. Như vậy là đoạn đầu tiên chúng ta đã dịch xong này. Đoạn thứ hai, xin mời Thành nào. Hey. Odorokimashita. Oku no okekusama ga kibo shite iru sabisu wa watashi tachi ga kangaete ita no to ano to wa hantai no mono datta desu. To kaisa no ito wa hanashite ita. Là cái người mà của công ty thì đã bất ngờ đúng rồi, tôi đã rất là giật mình vì cái dịch đuôi này
đề sự này, no đề sự đúng không? Bởi vì này. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là cái dịch vụ đang dịch vụ mà khách hàng nguyện vọng, nhiều khách hàng mong muốn. Đúng rồi, dịch vụ mà nhiều khách hàng đang mong muốn ấy. Đang mong muốn thì nó lại là cái thứ đúng không? Mono nó lại là cái thứ mà ngược lại với suy nghĩ của chúng tôi. Đúng rồi, ngược lại suy nghĩ của chúng tôi. Nào, chúng tôi nghĩ gì? Nghĩ là khách hàng muốn nhanh. Đúng rồi, nghĩ là khách hàng muốn nhanh. Nghĩ là gì đây? Nhanh, vội, gấp là gì nhỉ? Là dịch vụ sao này. Sao sự? Đúng không? Trong khi khách hàng kỳ vọng cái điều gì đấy? Khách hàng muốn chạy chậm, dục đi nhá. Đấy, nên thành ra là ngược nhau. Tiếp theo. Kaisawa kono kita kara hana kanazaru shimo isogu nizo ga aru hito hitsuyo hichizo ga aru hito bakkari dewa nai to ki ga tsuita isogo công ty thì từ kết quả này thì công ty này từ kết quả này này từ kết quả này nhận ra rằng toàn là những người cần nhanh đúng không? Toàn là hiểu những người cần nhanh. Có nghĩa là khách hàng ấy không phải chỉ toàn là những người mà mong muốn cái việc nhanh, mong muốn cái việc mà người ta chạy gấp, chạy vội đúng không nhỉ? Mà nhận ra là không hẳn là có những người cần thiết là phải chạy nhanh. Isogo to suru to doshite mo kuruma ga okiku jure shite shimau koto ga aru. Là thế mà nhớ cố gắng thế mà cố gắng nhanh thì cứ cố gắng chạy vội, chạy nhanh, chạy gấp ấy, chạy nhanh thì có cái việc mà thỉnh thoảng thì thỉnh thoảng nhá, đôi khi sẽ có cái việc làm sao đấy, có cái việc mà lỡ ướt đâu mà ướt rung lắc là sao chạy nhanh mà xem bị ướt được hả Thành? Như đây là rung đúng nhỉ? Doshitemo có nghĩa là dù thế nào cũng không thể tránh được, dù thế nào thì cũng có xảy ra cái mấy cái việc mà rung lắc mạnh chịu của chiếc xe. Đúng rồi, khi mà chạy vội chạy gấp ấy, khi mà cố mà chạy vội chạy gấp thì sẽ có những lúc không thể tránh được cái tình trạng xe bị rung lắc dữ dội, rung lắc mạnh. Chisai kurumo o chureta hito ja kuruma ni joijasu hito nado zukuri tenne ni unten shite hoshii to omou shiyu riyosha mo iru no da. Thì những cái như là mấy cái người mà dẫn theo trẻ con hoặc là mấy... Đây là liệt kê nhá, liệt kê thì mình sẽ thường dịch sau. Mình biết đặc điểm của nó đã trước rồi mình mới dịch, đúng không nhỉ? Thì mình phải dịch cái này, mình nên dịch sau. Dịch trước cũng không sai nhưng mà nên để sau để mình nắm được cái đặc điểm đã. Dạ vâng. Thì là có vẻ như tự... có những cái cũng có người những mà... người dùng người sử dụng cũng sử có dụng người sử dụng suy nghĩ là muốn suy nghĩ là suy nghĩ đúng rồi muốn lái một cách cẩn thận đúng rồi chậm rãi cẩn thận chẳng hạn như đúng không như là chẳng hạn như là những người mà dẫn theo con trẻ con và những người mà dễ bị say xe đúng rồi những người mà dễ bị say xe những người dẫn theo trẻ con là những người mà sao những người muốn mấy ông này chạy từ từ cẩn thận thôi chạy chậm và an toàn. Shikashi isoide kurete iru unten shiu ni iso ga
isoganaku temo ii kara tenen ni unten shite kudasai to ii to ii ni to ii nikui to ga oi no daro to kangaeta. Tuy nhiên thì người tuy nhiên thì có suy nghĩ cũng có thể nghĩ là nào đâu đã nghĩ đúng không, đã nghĩ là ai nghĩ, tuy nhiên đã nghĩ là nhiều người ai nghĩ nào chơi chọn đáp án nhé các bạn nhé, các bạn không nói mà các bạn chọn đáp án trên dây này, trên dây cho trắc nghiệm này, tắt tính năng nhìn đáp án, mọi người nghĩ và chọn đáp án trên dây này. Thế rất là thích, thế rất là thích chế câu hỏi để làm khó học sinh. Ra đúng kiểu câu hỏi thi luôn. Nào, chọn đáp án cho lên dây nào. 4. Ngọc Nam 4, Nguyễn Thành 3, Chỉnh 3, Thơ 4, Sinh 3, Chỉnh 4, Quân 3. Ồ như vậy toàn 3, 4 thôi. Chúng ta xem nhá. Mọi người nhìn nhá. Có thể là tác giả không mọi người? Không. Không thể. Từ nãy giờ chưa thấy tác giả có cái vai trò gì trong đây. Tự nhiên tác giả cho vào là không được đúng không? Loại này. Tiếp này, còn 1, 3, 2, 4. Các bạn, cái này thì các bạn phải nhìn cái nội dung để các bạn mới đoán được. Các bạn nhìn nhá. Thành dịch cho anh cái phần trong của cái tố càng gây tả nào. Chưa nghĩ đến cái này. Dạ vâng. Tuy nhiên thì cái người mà đang lái xe gấp thì... Không. Không thể dịch cái người lái xe gấp được em ạ. Nó là ní. Nó mới là why ga thì nó chủ cho. Dịch trước được, nó là ní, dạ, nó là tiếp nhận hành động thứ làm sao dùng được. Có lẽ là những nhiều người mà khó nói. Đúng rồi, khó nói với, đúng không? Nói với cái người mà lái xe gấp này thì là bảo là đúng rồi. Nào vậy thì hay... nhá. Vậy thì cái người nghĩ này có thể là cái đối tượng mà khó nói với hay là cái người được nghe này không? Không ạ. Có hiểu ý xin hỏi không đây? Hiểu. Một ai đó đã nghĩ là có nhiều người khó nói. Cái người khó nói này là ai? Người khó nói này là người sử dụng. Đúng rồi, người khó nói là người sử dụng. Và đây là người tài xế đúng không? Thì có thể là người tài xế người sử dụng ở trong đây của cái căng gai tà được không mọi người? Người suy nghĩ này là người của công ty. Không thể là người lái xe, không thể là người sử dụng mà phải là ai đây? Người ở công ty. Phải là công ty, đúng rồi. Phải là công ty nhá. Có biết tại sao là công ty không? Mọi người thấy mở đầu đoạn là gì đây? Đúng rồi, cái sao hoa. Một loạt đằng sau là của công ty hết. Đấy, với lại lập luận bằng cái cách là gì nhỉ? Hai đối tượng ở trong này nó là nội dung của cái phần đó thì không thể nào mà nó là người suy nghĩ được. Sao làm sao mà lại là người lái người gì nhỉ? Hành khách nhá. Hành khách đã nghĩ là có nhiều hành khách khó nói với người lái xe. Nó bị okashi đúng không? Công ty đã nghĩ là có nhiều hành khách khó nói thì ok nhất. Đấy, nên là bạn nào chọn 4 mới đúng. Rồi.
Nó, họ khó nói điều gì em nhỉ? Họ khó nói là họ nói với những cái người mà chạy gấp thì là hãy lái xe cẩn thận và không cần đi từ từ thôi, à, không cần phải nhanh cũng được. Rồi, bởi vì tôi không cần nhanh đâu, cho nên là sao đấy? Cho nên là lái cho cẩn thận. Cứ lái cẩn thận đi đúng không nhỉ? Có nghĩa là hành khách ấy họ rất là ngại, họ rất là khó nói câu này ra. Đấy. Rồi chúng ta giải quyết câu hỏi bớt nhá, không nó cũng hơi nhiều rồi. Nào câu 34 nhá. Câu 34 này. Kono takushi gaisha ga chousa o shite wakatta koto wa dono yona koto ka? Cái công ty taxi này ấy, nó thực hiện điều tra khảo sát. Điều tra. Ờ, và điều hiểu ra được là gì? Ờ, hai bạn dịch cái đoạn này rất là dài rồi thì để các bạn khác chưa được sẽ không được dịch đoạn dài trả lời nhá. CC mời bạn Sinh trả lời cho câu số 34. Hai sensei. Ừ. Anh dịch tân cao xong trả lời luôn hả sensei? Đúng rồi, đúng rồi. Câu 1. Isogu koto ga riyosa e no service ni naru to omotte iru untenshu ga oi. Ừ. Nhiều cái lái xe là nghĩ rằng cái nghĩ rằng nhiều lái xe đang nghĩ rằng đúng không? Nghĩ service này là cái việc chạy nhánh á là trở thành cái dịch vụ của cái người sử dụng dịch vụ hướng đến em nhá. Vâng, đến người. Cái việc có một này, nhiều lái xe, nhiều bác tài đang nghĩ rằng cái việc mà chạy nhanh ấy, cái việc mà chạy gấp ấy, nó sẽ trở thành dịch vụ hướng tới khách hàng, hướng tới người sử dụng. Câu này đúng hay sai? Không phải đúng ạ. Câu này sai. Sai. Câu này tại sao sai mọi người? Câu hỏi là cái công ty này nó tiến hành điều tra khảo sát. Chưa sợ. Cái này đã liên quan đến điều tra khảo sát chưa? Chưa. Đấy chưa? Một câu tưởng chừng là gì nhỉ? Đơn giản nhưng mà không để ý thì cũng rất là dễ nhầm. Nội dung thì đúng nhưng mà nó là cái phần trên. Là cái phần mà người ta ngay từ đầu người ta đã nói ra cái điều đó rồi, chưa nói đến khảo sát điều tra gì hết. Đấy. Ừ. Nên câu này là câu sai. Phải là cái liên quan đến điều tra khảo sát cơ. Câu 3, đấy. Câu 2 nào. Câu 2. Speedo i kyuni. Kyuni agetari mae no kuruma o oi koshitari suru untenshu ga oi. Nhiều cái lại. Nhiều bác tài nghĩ rằng là phải tăng tốc độ và phải vượt lên chiếc xe ở phía trước. Ờ, cái này thì sao? Sai ạ. Sai đúng không? Cái này có phải là ở cuộc điều tra khảo sát không? Không. Không, đúng rồi. Cái này vẫn là ở trong cái sự kiện trước cùng với cái một đúng nhỉ? Câu 3 nào? Untenshu wa te ne na unten o shite kurete iru to kangaete iru. Riyosa ga oi. Nhiều cái khách hàng á là nghĩ rằng là bác tài là phải lái xe cẩn thận. Ừ. Em mà dịch là bác tài là phải lái xe cẩn thận là thành đúng đấy. Nhưng câu này sai bởi vì em nhìn nó có phải là bác tài là phải lái xe cẩn thận không? Xem chính xác xem nào. Thế nên là unten shite kurete iru là sao? Lại sẽ cẩn thận cho tôi. Các gì tôi đã. Nào. Thẻ này là mang nghĩa gì? Te iru mang nghĩa là gì? Te. Đang có cái điều đấy rồi. Nhiều khách hàng đang suy nghĩ rằng các bác tài đang lái một cách cẩn thận rồi, đúng chưa? Te iru mà. Sai. Câu này sai đúng không? Các bác tài này lái cẩn thận chưa mọi người? Chưa. Lái nhanh quá. Đấy, nên là loại nhá, để ý nhá. Không cẩn thận là rất là dễ chọn sai đấy. Nếu nó là shite kure to thì đúng, nhưng mà kure te iru là đang có điều đó là sai. Vậy thì chỉ còn 4 đúng thôi. 4 là gì nhỉ? Yukuri intensite morai tai to omotta koto ga aru riyosha ga oi. Riyosha ga oi. Nhiều cái khách hàng nghĩ rằng là đã từng nghĩ rằng đúng không nhỉ? Đã từng nghĩ nhiều rằng khách hàng đã từng nghĩ rằng
muốn được nhận cái việc lái xe cẩn thận. Thì sao không? Đúng. Đúng rồi đúng không? Lên lại nhá. Khi mà đi thi ấy, thứ nhất là gạch chỗ sai, thứ ba và còn lại câu đúng. Nhưng mà để chắc ăn hơn thì phải lên lại xem là nó là chỗ nào. Đúng rồi, để mình tự tin nhá. Có mọi người. Đây, các bạn thấy này, có cái cuộc điều tra khảo sát này. Đấy. Xong trên 70% trả lời gì đây? Yukuri hashite hoshi. Ikae đúng chưa? Yukuri hashite hoshi to omotta koto ga aru. Yukuri hashite hoshi chính là gì nhỉ? Yukuri unten shite moraitai, giống hệt nhau về cái cách nói thôi, nên đúng là 4 nhá. Tiếp theo câu số 35. Câu 35 trên xem mời bạn Duyến nào, Duyến sáng. Hai. Orokimashita to aru ga naze oroita no ka. À, có ghi cái việc mà giật mình giật mình thì lý có biết do cái việc là giật gì? Mình lý do là gì? Câu hỏi này thuộc loại gì em nhỉ? Câu hỏi nguyên nhân lý do. Câu hỏi nguyên nhân lý do chứa phần gạch chân thì cách làm của nó là gì? Tìm mấy cái từ no mà thing. nó chỉ quan hệ nguyên nhân lý do đúng không? Ví dụ Dakara rồi Kara. Đúng rồi, Dakara này. Rồi thì Karada này đúng không? Karada sự đấy. Tame da sore de đúng không? Và một cái biểu hiện rất quan trọng nữa là gì? No desu. Un desu đúng chưa? Vậy thì câu này có quan hệ nhân quả không? Có. Có đúng không? Ừ, chính là câu nào đây? Vừa nãy thành un desu. Câu cái câu đầu tiên mà đã nhầm là đã sau khi điều tra thì đã nhầm cái nguyện vọng của khách hàng. Chính cái là câu cái câu mà đằng sau này đúng không? Nè, đuôi kết bằng desu đây này. Đó. Vâng, câu đấy. Là bởi vì nhá, cái dịch vụ mà nhiều khách hàng đang mong muốn ấy, nó lại là cái thứ mà ngược lại với những gì mà chúng ta nghĩ. Đấy. Vậy bây giờ em sẽ xem cái nào giống đấy là em chọn thôi. Một là gì? Câu này, câu 35 nữa này. Câu này em chọn đáp án số 4. Từng câu, dịch từng câu mình xem như nào nhé. Ichi anketo de manzoku shite iru riyosha ga omotta iyo ni oi koto ga wakatta kara. Là bởi vì là theo cái bảng điều tra thì hiểu được rằng việc nhiều có nhiều người đúng rồi có nhiều người cái người sử dụng mà đang hài lòng ấy đang hài thì người... có nhiều hơn là đang nghĩ có nhiều hơn những gì mà họ đang nghĩ đúng hay sai? Câu này sai đúng không? Không phải là những người này họ đang hài lòng loại nhá, họ đang thấy có vấn đề chứ không phải là đang hài lòng. Câu hai ankeito ni kotae shite kureta riyosha ga kitai shita yori zutto okatta kara. Là bởi vì theo cái bảng điều tra thì cái câu trả lời của cái người sử dụng ấy thì là nó nhiều hơn cái nguyện vọng của họ. Không phải nhiều hơn cái nguyện vọng của họ em ạ. Của họ đây là của công ty hay là của người sử dụng? Cái này như là của người sử dụng. Không phải. Tôi sẽ hỏi vậy để xem em có hiểu là kỳ vọng là của ai không? Kỳ vọng là của công ty. Chứ không phải là của người sử dụng đâu. Dịch câu này đúng nó phải như này này. Bởi vì ấy, cái người sử dụng ấy mà họ trả lời cái bảng khảo sát. Chứ không phải theo nhá. Theo đây là đế là nãy câu 1 ấy là người dùng từ đế là nhờ bằng bởi em có gì là theo được. Nhưng đây là ní thì nó không thể là theo. Mà nó là ní đây là đi với cô tai tê là trả lời cái này. Là bởi vì cái người mà trả lời cái bản khảo sát ấy nó nhiều hơn rất nhiều, giật tổ ô cả tà nhiều hơn rất nhiều so với lại những gì mà công ty kỳ vọng. Có phải không? Dạ không. Không phải. Cũng loại đúng không nhỉ? Lý do không phải là như thế. Câu 3. Câu 3 là
Ankeito o ittemo riyousha no hontou no kibou wa wakaranakatta kara. Là bởi vì mặc dù đã tiến hành cái cuộc điều tra nhưng mà cái nguyện vọng thực sự của cái người sử dụng thì đã không hiểu. Ừ, có phải thế không à, Duyến? Dạ không. Sai chỗ nào? Tại vì sau khi điều tra thì họ đã nhầm tưởng cái nguyện vọng chứ không phải là không hiểu. Đúng rồi, họ biết được kỳ vọng là gì nhá. Đấy, chỉ là họ nhầm tưởng thôi. Loại này. Vậy thì còn 4 đúng nhỉ? 4 là gì em nhỉ? Ankeito de wakatta riyousha no kibou ga yoyo thầy. Ừ, đâu? Yoso. Yoso. Yoso to chigatte itaka. Là tại vì tại vì cái nguyện vọng của cái người sử dụng là đã hiểu cái nguyện vọng của người sử dụng ở khi điều tra nó hoàn toàn khác với tưởng tượng. Đúng hay sai? Là đúng ạ. Đúng rồi, IKE đúng không? Vâng. Ở đây người ta nói là cái nguyện vọng này khác với so với mình dự đoán, mình tưởng tượng nhá. Chính là gì đây? Chính là IKE của gì? Cái chỗ của có trái ngược với đúng không? Vâng. Với những gì chúng ta nghĩ. Đấy. Các bạn lưu ý IKE rất nhiều. Mà sau này mà các bạn, nếu các bạn học cao lên ấy, thì IKE nó còn nhiều nữa. Nó là cái chìa khóa mấu chốt của vấn đề các bạn ạ. Chigatte này. Nhiều khi ấy, gặp cái câu nào ấy mà bê nguyên si vài từ xuống ấy là khả năng bẫy rất cao. Lại những cái câu mà nó khác khác đi một tí thì đúng hơn. Rồi tiếp theo. Đoạn này nhá. Xin xem mời bạn Sensei mời Quân nào, Quân dịch cái đoạn này nhá. À. Sukode konoka sa de wa. Yo sa ga. Suwa ru seki no mai ni butan o chike. Yo sa ga sono butan o oseba. Ichu mo joi jukuri te ne. Tên này tên tên sự to yêu sabisu o kai si shita. Ở cái chỗ đó không phải ở chỗ đó, số cô đấy không phải ở chỗ đó nhá. Vì vậy các bạn nhá, vì vậy công ty này vì vậy ở cái công ty này ấy đã lắp một cái nút ở trước ghế của người sử dụng. Đúng rồi, họ lắp cái nút ở trước ghế của người sử dụng này, ngồi này. Người sử dụng có thể ấn cái nút đấy. Không, đừng dịch bay quá như thế, đúng không? Nếu ấn nút đó. các bạn nhìn lướt nhá, đến bà này, chắc chắn là sẽ nếu thì đúng chưa? Vậy thì đây là về nếu rồi, thì đây. Kết thúc bằng đây, nhưng đây lại có dùng to you. Đấy. Vậy thì toàn bộ cái đằng trước nó chỉ là bổ nghĩa cho to you, đúng không? Cho cái sabisu này. Vậy thì sao? Vậy thì khi dịch chúng ta phải dịch là gì? Vì thế cái công ty này họ đã gắn một cái nút ở trước ghế mà người sử dụng ngồi, và họ bắt đầu triển khai một cái dịch vụ với nội dung như thế. Đấy, cách dịch là như vậy nhá. Họ bắt đầu triển khai dịch vụ với nội dung là nếu khách hàng ấn cái nút này. Đúng rồi. Thì sẽ lái xe cẩn thận, từ từ. Hơn so với bình thường hơn so mọi khi, đúng rồi. C là kibo ốc. Đâu? Kore chứ. Kore là kibo ốc. Idashi ni nikui hito demo. Enyo naku kibo ốc. Unten siêu ni chita e rự koto ga deki ru. Không phải kể từ bây giờ đâu, không phải kore kara. Kore nara là nếu là cái điều này là điều gì? Nắp thêm cái nút. Đúng rồi. Nắp cái nút này, đúng không?
Nếu là sử dụng cái nút để làm dịch vụ này thì sao? Thì dù là nhá, ngay cả nhá. Dù là người mà khó nói như ngay cả những người đúng nhỉ? Thì cười khó nói. Đúng rồi, khó nói. Khó nói. Ngay cả những người mà khó nói ra cái nguyện vọng. Cái nguyện vọng. Cái nguyện vọng của mình ấy, đấy. Thì cũng có thể truyền tải. Thì cũng có thể làm sao đây? Thì cũng có thể truyền tải đến, cũng có thể truyền tải, nhắn nhủ đến gì đây? Cái nguyện người vọng lái xe. Truyền tải người lái xe cái nguyện vọng. Đúng rồi. Mà sao? Mà en điều na cự là gì? Không phải ngại ngùng. Mà không hề ngần ngại. Đúng rồi, không đấy. Giá như ngày bé nó có cái nút này cho CC thì sướng. Ngày bé CC là người nhát lắm mọi người ạ. CC nhớ là đi chơi ấy, đi sang nhà bác ở bên Thái Bình chơi ấy. Tức là biết nhà bác rồi, sắp đến nhà rồi, nhưng mà chỉ đơn thuần là nói là cho cháu xuống ở chỗ này, ngại không nói. Thế người ta đi qua xong cứ kiểu kiểu ngơ ngơ ra ấy. Đấy. Thế là đi qua một đoạn xa xa xong mới gọi cho bác. Ngày đấy là ngày lớp mấy à? Lớp 6 hay lớp 7 ấy. Đấy. Chả hiểu sao như thế cũng ngại nhá. Bây giờ gọi là lớn hơn thì đúng rồi. Em thấy bình thường, nhưng mà ngày đấy CC lại thấy ngại, cho nên là CC không dám nói ra. Nên CC thấy cái này nghiệm đúng như CC ngày xưa này, thấy mình ở đây. Câu này chắc chắn là cũng sẽ có câu hỏi rồi đúng không? Còn hai cái đoạn có ngắn ngắn như này mà còn tận hai câu nữa kiểu gì cũng có. Nào Quân nào, câu 36 nào. Kono takushi kaisa ga Botan o chukatte yosa no kibo o kikeru zo ni shita no wa narika. Vì sao? Cái sao taxi của công ty này không phải. Nó phải là no này em này. Nguyên nhân. Đúng rồi, nguyên nhân. Nguyên nhân. Lý do mà cái công ty taxi này ấy làm đúng không? Họ này, họ cố gắng đúng không? Lý do công ty taxi này họ sử dụng cái nút cố gắng để lắng nghe được nguyện vọng của khách hàng là gì, là tại sao? Các phương án nào? Intentionic. Từ. Câu hỏi này thuộc loại câu hỏi gì hả Quân? Câu hỏi nguyên nhân lý do. Nguyên nhân lý do. Ô, mọi người thấy cái đề này nhiều câu hỏi nguyên nhân lý do không? Nhiều thế nhỉ? Vâng. Câu 37 cũng na dê này. Câu này na dê. Cái này không. Nhiều thật. 4 câu trường văn là 3 câu na dê. Lý do nhá. Tại sao lại dùng cái nút? Đấy. Thì các bạn thấy là tập trung vào cái nút này là gì nhỉ, và lắng nghe nguyện vọng người sử dụng. Cái chỗ đấy là đâu? Bắt đầu có chỗ nào có cái nút đâu? Cái nút đây đúng không? Mọi người thấy biểu hiện quan hệ nhân quả chưa? Thấy chưa mọi người? Nhân quả. Biểu hiện quan hệ nhân quả, câu hỏi na dê mà. Tại sao thì phải là có các biểu hiện diễn tả quan hệ nhân quả. Các bạn thấy chưa? Không, số cô đấy. Đúng rồi, số cô đê. Đúng chưa? Có phải như này không? Được. Đây nhá. A này. Số cô đê. B đúng không? Nếu mà dịch ra tiếng Việt nó là gì nhỉ? A. Vì thế B. Vì thế B. Bây giờ người ta hỏi này, tại sao B? Thì có phải là vì A không? Mà A đâu? A phía trước số cô đế. Đúng rồi, A phía trước số cô đế. Chính là cái gì đây? Chính là cái câu này. Đúng chưa? Chính câu từ Shikashi cho đến gì nhỉ? Cho đến Tokangeta. Đó là cái nguyên nhân khiến cho người ta lắp cái gì nhỉ? Cái nút vào nhá. Thì mọi người thấy cái nội dung này rồi đúng không? Công ty nghĩ rằng có nhiều người đây là ai? Nhiều người đó là cũng có nhiều hành khách ấy,
khó nói ra cái câu này với lại bác Tài đang lái xe nhanh đúng không? Bây giờ em xem cái nào là giống như vậy Quân nhá. Câu 1 là gì em? Ừn tê siêu ni chô cư sê chữ kì bố y ni cười tốt can gì tê y tự dô xả gác ôi dô đà cả. Đúng. Vì có nhiều khách sử dụng cảm thấy khó nói nguyện vọng khó nói trực tiếp nguyện vọng với tài xế. Đúng hay sai? Đúng. Đúng ạ. Đúng rồi. Đấy, cái cách làm như vậy nhá. Nếu mà không học cách làm thì mọi người sẽ chưa chắc đã hiểu với lại chưa biết chưa chắc đã làm được cái gì nhỉ? Khoanh vùng cái chỗ nào cần đọc, chỗ nào để chọn. Thì chúng ta sẽ gì nhỉ? Chúng ta sẽ dựa vào cái đấy để chúng ta ghi nhớ những cái dạng câu hỏi nguyên nhân lý do tiếp theo. Câu 2 nào? Tên chiu ni yo sa no koi ga yo ku ki koi nai tên chiu ga ôi vô đặc là vì có nhiều tài xế không nghe rõ tiếng của vì khách có nhiều tài xế trong xe không nghe rõ tiếng của khách trong xe, có phải không em nhỉ? Không. Chắc chắn là sai, không nói cái điều là không nghe rõ các tiếng này. Họ có nói đâu mà nghe rõ, cho cháu xuống ở chỗ này thì phải nói ra chứ. Câu số 3 nào. Otan o chukete hoshi to yu kì bộ mô chữ dô xạ các ô y dô đạc ra. Vì có nhiều người sử dụng mang nguyện vọng có nguyện vọng là muốn nắp cái nút nắp thêm có phải không em? Không ạ, cái này là công ty làm. Đúng rồi, công ty tự làm chứ người ta không có nói ra là chúng tôi có nguyện vọng là lắp cái nút vào đấy đúng không nhỉ? Sai này. Câu 4. Yo sa to naru beku hanashi o shita shitaku nai to kangaeru intensio ga oi jodakara. Vì có nhiều lái xe có suy nghĩ là không muốn nói chuyện với khách hàng. Ừ, đúng rồi. Bởi vì có nhiều tài xế đang nghĩ là không muốn nói chuyện, cố gắng không muốn nói chuyện nhiều với khách hàng. Sai đúng không? Không nói là không muốn nói chuyện với khách hàng nhá. Như vậy đúng là 1. Đấy. Chúng ta giải quyết được câu số 36 rồi. Tiếp theo còn đoạn cuối cùng. Xin xin mời bạn bạn nào nhỉ? Bạn nào đã dịch cái đoạn số cô đế nhỉ các bạn nhỉ? Quân à? Vâng em dịch. Xin xin mời bạn thơ dịch cái đoạn này nào. はい、先生。このサービスを喜ぶ利用者は多く、会社のイメージも上がって、予約が 15% もアップしたそうだ。アップしたそうだ。Thì là có nhiều cái người mà sử dụng cái dịch vụ này vui mừng à? À, người sử dụng vui mừng với dịch vụ này. Ừ, thì có nhiều. Dạ. Hình ảnh của cái công ty tăng lên à? Đúng rồi, hình ảnh của không dịch là hình ảnh tăng lên đúng không? Có phải nói là hình ảnh tăng lên hết. Hình ảnh gì mọi người nhỉ? Hình ảnh được gì mọi người? Hình ảnh công ty được nâng cao. Được biết hình ảnh công ty được nâng cao, không phải là được biết đến đâu. Nó được biết đến từ trước rồi nhưng mà bây giờ nó là nó gì nhỉ? Kiểu như là trước đây thì cảm thấy là bình thường, bây giờ cảm thấy tốt hơn ấy. Hình ảnh của công ty được cải thiện hoặc là được nâng cao nhá. Dạ. Và nghe nói là tăng ước chừng ạ. À, không phải đặt trước là tăng đến 15% ạ. Nghe nói tăng những 15%. Đấy. Sore ni tenen ni unten suru to
gasoline no shouhi ryō mo heri, kankyō ni mo yasashi. Thì là cái nếu mà lái xe nếu mà lái xe một cách cẩn thận ý, thì cái tiêu thụ xăng thì cũng giảm và cái môi trường thì thân thiện với môi trường thân thiện môi trường. Câu này sẽ dịch là thân thiện với môi trường, đúng rồi, không dịch là tốt bụng hay là dễ tính gì với môi trường nhá, nó thân thiện với môi trường. Đấy. So kangaeru to kore wa subarashi idea nano dewa nai daro ka. Thì là nếu mà nghĩ như thế thì chẳng phải là cái ý tưởng này rất là tuyệt vời sao ạ? Đúng rồi. Đây, nếu mà nghĩ như vậy thì chẳng phải là đây là một ý tưởng rất là tuyệt vời sao? Rồi, câu hỏi cuối cùng nha, nào thơ nào. Câu hỏi cuối cùng là gì? Có biết là cái ý tưởng rất là tuyệt vời thì cái người mà viết cái đoạn văn này ấy, thì nói tại sao lại nói như thế ạ? Câu hỏi nguyên nhân lý do đúng không? Tại sao? Dạ. Có biểu hiện nguyên nhân lý do không hả thơ? Có đúng không mọi người? Đấy là gì đấy? Soda. Hả? Đâu? Nếu mà nghĩ như thế ạ, so. Đúng rồi. Nó lấy cụm gì nhỉ? Cụm này này. So kang nghe được tố. Đấy. Nếu mà nghĩ như vậy thì nó là như vậy. Đúng chưa? Vậy thì cái nguyên nhân để gì nhỉ? Để đưa ra được cái kết luận đây là ý tưởng tuyệt vời chính là người ta suy nghĩ từ những mặt đó. Vậy những cái mặt đó là những cái mặt ở đâu? Ở phía trước đúng bên không? Dạ. Thì từ so là ở phía trước rồi. Bây giờ các phương án nhá. Một nào. Ryo sa wa ta so hete shimau ga kankyō ni yasashi sabisu dakara. Thì là vì là những người sử dụng ấy thì là không phải dịch như thế nhá thơ nhá. Dạ. Em nhìn câu hỏi nhá. Có viết là một ý tưởng tuyệt vời, tại sao lại nói như vậy? Thì khi dịch ấy phải dịch là bởi vì đó là một dịch vụ. Vì đó là một dịch vụ mà tốt cho môi trường. Thân thiện với môi trường. Dù là cái người mà sử dụng thì giảm xuống ạ. Một chút. Đúng hay sai? Sai. Câu này sai ạ? Sai ở đâu? Số lượng người giảm. Không phải là giảm. Đúng giảm rồi. Giảm số lượng người mà không giảm, giảm cái số lượng người đúng không? Đấy. Dạ. Này sai nhá. Câu 2 nào. Kaisa to riyosa ga issho ni kangaeta kankyō ni yasashi sabisu dakara. Thì vì cái dịch vụ này tốt thân thiện với môi trường ấy thì nên là đã nghĩ người ở công ty và người sử dụng đã cùng chung ý nghĩa. Cái này là bổ nghĩa cho cái từ service em ạ. Bởi vì đây là dịch vụ thân thiện với môi trường mà công ty và người sử dụng cùng nhau nghĩ ra. Có phải không? Không. Sai chỗ nào? Không phải là người sử dụng nghĩ ra. Đúng rồi, chỉ có phía gì nhỉ? Cai xạ là người phía công ty thôi. Dạ. Không có người sử dụng nhá. Câu 3 nào. Câu 3 là Ryosa kaisa no Ryoho ni iten ga ari kankyō ni mo yasashi sabisu dakara. Vì cái dịch vụ này thì là tốt cho môi trường nên là có nhiều điểm . Đây là ni mo này thì ý của người ta ấy là có những cái đằng tốt này, ngoài ra cũng có cái này, thì khi dịch thì cái này mình nên dịch là dịch cái này trước cái này sau. Cái này em có thể dịch cái này trước không sao cả, bởi vì là nó chỉ là ni không. Như này ni mộ là thường là cái a tốt và cũng như này đúng không? Thì mình sẽ nên dịch cái này sau nhá. Bởi vì đây là một dịch vụ ấy mà có những điểm tốt. Cho cả người sử dụng và của công ty ? Đúng rồi. Của ngoài ra cũng ngoài ra thì là cũng thân thiện với môi trường. Thân thiện với môi trường. Đúng hay sai? Cái câu này đúng ạ. Đúng xác. Câu này đúng, vậy thì mình phải chứng minh nó đúng bằng thứ nhất cái thân thiện môi trường chắc chắn là đúng rồi.
Nhưng dạ. cái bây giờ ấy là điểm tốt cho cả hai là công ty và người sử dụng nhá. Mình phải chứng minh dạ. cái này có nói thì mình mới chọn được. Ở trên bài có nói không? Có. Ừ, có. Tốt cho người sử dụng ở chỗ nào mọi người? Thì là người sử dụng khi mà ngại ngùng. Đúng rồi. Không có. Đây, ở trên này thì chắc chắn là có nói rồi, nhưng mà nếu mà tóm gọn lại đoạn cuối ấy, nó chính là gì đấy? Nó chính là người ta vui mừng với dịch vụ này đúng không? Đấy. Thế còn tốt cho công ty ở đâu? Tốt cho công ty đó là cái hình ảnh nó được. Đúng rồi, hình ảnh tăng lên, hình ảnh tăng lên cao, đặt hàng tăng lên đúng không? Rồi đủ các thứ trên đời ok nữa đúng không nhỉ? Ví dụ như là gì nhỉ? Phí gì đấy? Phí xăng xe giảm này. Đấy. Như vậy là công ty được rất là nhiều lợi, người tiêu dùng cũng được lợi đúng không nhỉ? Và đương nhiên là thân thiện môi trường. Như vậy ba đúng này. Câu 4. Câu 4 là Kaisa no shishitsu wa fueru ga riyousha ya kankyo ni yasashi sabisu dakara thì là vì cái dịch vụ này ấy thì là tốt với lại thân thiện với môi trường và với lại người sử dụng. Thế nên là cái công ty ạ. Bởi vì đây là một dịch vụ ấy, bởi vì đây là một dịch vụ mà chi tiêu nhiều. Tốt cho người sử dụng và môi trường, mặc dù là cái chi phí của công ty, cái chi tiêu của công ty sẽ tăng lên, đúng hay sai? Sai ạ. Sai chỗ nào? Không có nói. Thì không nói tăng lên ạ. Đúng rồi, không nói cái chi tăng lên. Thực ra là gì nhỉ? Người ta lắp mỗi cái nút mà sau đấy được giảm rất là nhiều cái thứ như thế này đúng không nhỉ? Thì không thể nói là tăng lên được. Như vậy đúng là 3. Đấy. Nhá. Thì cái bài trường văn của chúng ta là như vậy. Bây giờ này. Chúng ta sẽ sang môn đai 7. Môn đai cuối cùng rồi. Câu 38 nhá. 今日は日曜日であるソフィーさんは14時に入園しこのポスターを見た動物園が昼間にいている行っている穴や教室の中で今から参加できるものはどれか。 Nào dịch cho sensei cái câu hỏi, nó hỏi gì nhá, sensei mời chỉnh nào, chỉnh dịch câu hỏi nhá. Hôm nay là ngày chủ nhật ạ. Là vào công Sophie, anh Sophie vào công viên lúc 14 giờ. Sophie, dạ. Sophie thường là tên con gái chỉ nhá. Kiểu Sophia cái thứ ấy. Công chúa. Chị Sophie vào công viên vào lúc 14 giờ. Vào công viên vào lúc 14 giờ. Nhìn thấy bạn poster này. Nhìn thấy cái poster, nhìn thấy cái tấm affix đúng không? Cái tấm poster này. Đã nhìn thấy poster này. Cái ở cái cốc ở đồ sở thú, sở thú trong số đúng không? Hôm nay trong số cái phòng trong số những cái lớp học này và những cái hướng dẫn đúng không? Mà mà sở thú họ đang tiến hành vào buổi trưa ban ngày nhá. Hay Hiroma không phải buổi trưa mà ban ngày. Thế mà ban ngày ấy thì cái thứ mà điều nào có thể tham gia bây giờ từ bây giờ là cái gì đúng không nhỉ? Vậy theo mọi người dữ kiện quan trọng của cái câu này là những cái chỗ nào? Chủ nhật ạ. 14 giờ. Đúng rồi, không thể để cho chủ nhật để chơi được. Thứ hai là giờ không để chơi được đúng không? Đấy. Còn gì nữa không? Hiruma. Cái này rồi, cái này cũng khá là quan trọng nhá. Đấy. Như vậy là ba yếu tố này. Bây giờ chúng ta xem nào. A thỏa mãn không mọi người? Có. 14 giờ. Hằng ngày đúng chưa? Là thỏa mãn chủ nhật này. Từ 14 giờ có chưa? Có. Rồi, như vậy là A ok. Vậy A ok thì loại được mấy? Loại được 4. Được 4. Rồi, loại được 4. Đấy. Loại được 4 nhá. Bây giờ xem thằng nào? Nên xem B, nên xem C? C. B. nên xem B nhớ. B nó ok thì loại được mấy? Nên xem C trước. Lại được 1. Xem C nào. C có ok không? Không. Mai chứ không ạ. Không, vào thứ 7. Vào thứ 7 hàng tuần. Rồi, thứ 7 hàng tuần. Loại đây là chủ nhật nhá. Vậy thì loại được 3. À.
1 3. Với 2. Ờ, còn 1 với 2. Vậy bây giờ xem B thôi. B ok không? Ok. B kê okay. Hàng ngày đúng không? Ok. Okay. À, Nichiyo chứ. Chủ nhật hàng tuần này. Chủ nhật hàng tuần. Thời gian nhá. Thời gian này. Nó bảo là từ 10, từ 1 rưỡi cho đến 3 giờ. Thế nhưng nó có chú thích thêm là gì? Nhưng mà Tochu kara sang kara kimap tham gia giữa chừng đang. Đúng rồi, tham gia giữa chừng vẫn được thì bạn này 14 giờ vẫn ok, vẫn tham gia được giữa chừng. Như vậy là không phải là A và B đúng không? A và B đúng rồi, như vậy là 2. Đấy. Khó không? Cái này cái này vẫn cái khó. Này... Không. Cái này đỡ hơn kiếp. Đỡ hơn trước à? Câu 39 nhá. Kaku sawa 8月 9 日 no hiru ni doubutsu en ni kite 園内でポスターを見て、その日の夜の動物園も見たくなった。夜の動物園を見るために、ガクさんがしなければならないことはどれか。Bạn Kaku này, vào buổi trưa ngày mùng 9 tháng 8, thì bạn ấy đến cái vườn, bạn đến cái vườn bách thú này. Bạn ấy nhìn được cái gì à? Bạn nhìn được cái poster trong vườn bách thú đúng không? Và bạn ấy muốn ngắm cả cái gì đấy? Vào buổi tối. Rồi, bạn muốn ngắm cả cái vườn bách thú vào ban đêm nữa, cùng ngày đó nữa. Vậy thì ấy, điều bạn ấy phải làm để là bạn gì? Ấy xem được đó. Cái buổi tối là cái nào, đúng không nhỉ? 1 2 3 4. Thực ra là nó có nói đúng không các bạn? Nếu mà muốn vào đó, lần 2 thì phải làm sao? Thế tiền ngoài vào lại. Chừng. Mọi người nhìn thấy nhá. Hiru to wa chigau yoru no doubutsu en tachi no yosu wo mite kudasai. Giới thiệu thôi này, đúng không nhỉ? Ngày giờ cái thứ này. Đây. Cái quy trình người ta nói này, nó sẽ làm sao nhỉ? Nó sẽ mất cái tiền vào cửa giống như gì đấy? Giống như buổi trưa. Đúng rồi, giống như buổi trưa. Đấy, và đằng sau hướng dẫn đúng không nhỉ? Đó là gì đấy? Người nào ấy, đúng nhỉ? Mà gì đấy? Mà vào trước 16 giờ rồi. Người nào mà gì đây nhỉ? Người nào mà vào này, cho đến trước 4 rưỡi. Cái thời gian gì nhỉ? Cái thời gian vào cuối cùng của buổi gì đấy? Trưa. Của buổi trưa ấy thì làm sao? Thì sẽ cần phải làm sao nhỉ? Ra ngoài lúc 17 ra ngoài vào đúng rồi thì sẽ cần phải ra ngoài này vào lúc nó đóng cửa nhá. Ờ. Thì sẽ cần phải ra ngoài vào lúc nó đóng cửa và làm sao? Và đến khi mà người ta mở lại ấy, khi mà người ta mở cái vườn bách thú vào ban đêm vào lúc 17:30 ấy thì sẽ cần phải trả tiền thêm một lần nữa để vào gì nhỉ? Để vào lại. Thì tóm lại ý là gì mọi người? Vào buổi trưa xem xong thì phải ra. Sau đấy làm sao? Mua vé vào lại. Ờ đúng rồi. Như vậy là chỉ có cái mấy là phù hợp. Câu số 2. Đúng rồi, câu số 2. Câu số 2 là gì đấy? Trả cái tiền vé vào đúng nhỉ? Độc lập khác với lại cái lúc trưa. Buổi trưa. Ờ sau đấy vào lại một lần. Đúng là 2 nhá. Các cái còn lại sai. Ví dụ như là gì đây nhỉ? Đây không hề nói phải trả tiền thêm này. Loại này. Rồi thì gì nữa? Đây. Đi kiểu đi tắt chui vào từ khi cửa phía đông giống như kiểu mình ở mình có hay kiểu đi trộm ấy không phải phải trả tiền đúng không nhỉ, không phải là ăn xong rồi vào nhá, đúng là hai thì đó là cái phần nội dung chữa bài này thì CC thấy là có một số bạn là điểm số tăng đặc biệt là CC xin biểu dương bạn Thơ bởi vì một điều như này đấy là trước khóa học là bạn Thơ có nói với CC, bạn Thơ là một bạn mà được bạn khác giới thiệu thì bạn Thơ bảo là ngưỡng mộ cái bạn kia bởi vì bạn rất là chăm chỉ các thứ nhưng mà thực ra trong quá trình học này thì CC thấy là Thơ còn chăm hơn cả bạn đấy thì hy vọng là em hãy cố gắng phát huy kể cả cái điểm số của em cũng cao hơn thì cố gắng nhé các bạn khác lớp mình cũng đều có những cái thành tích cố gắng riêng nhưng mà mong mọi người là tích cực hơn nữa cố gắng là dành cái thời gian trải sự hụt hẫng hụt hẫng cái gì điểm cao hơn lần trước còn gì nữa. Đấy, thì cố gắng nhé, cố gắng là nghe những cái mà CC đã giảm nhé. Đấy, CC cũng nói luôn mọi người là cái khóa học mà giáo viên ngồi sửa cho mọi người như này ít lắm, không có mấy khóa đâu nên là tận dụng đi. Chúng ta cũng chỉ còn có hơn tháng nữa là cũng xa nhau rồi. Thì cố gắng là tận dụng cái cơ hội đấy. Có gì bòn rút được của CC thì bòn rút đi nhá. Đừng có để phí. Tiếp ạ. Đâu có học, xa. Học thì mệt. Học thì chắc chắn là mệt rồi, không có sung sướng gì đúng không? Ví dụ bây giờ thoát cái buổi học này ra, ôi ngồi nghe Trúc Nhân, Sơn Tùng rồi thì Phí Phương Anh thì sẽ vui hơn, sẽ sung sướng hơn. Nhưng mà những cái đấy nó chỉ gọi là thoáng qua thôi, giải trí thôi, sau đấy nó chả động lại gì. Còn những cái này nó sẽ là sát sườn với cơm áo gạo tiền với tương lai của bạn. Cố gắng mà tận dụng nhá. Đấy, thì có đôi lời nhắn nhủ với các trò yêu như thế.
Rồi, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Thực ra là theo thời khóa biểu là sensei bảo là học nghe tiếp, nhưng mà cái kiểu này thì thôi, còn nghe là cái nỗi gì nữa sensei tách thành tuần sau học, tuần sau với tuần tức là bù thêm tầm khoảng hai buổi gì đấy để cho chúng ta kết thúc thêm phần nghe với lại ôn tập tổng hợp lại một chút cái phần phần ngữ pháp. Chứ còn học 2 tiếng rưỡi dịch bài đọc thì các bạn cũng gọi là mệt lắm rồi, còn nghe cái gì nữa. Nghe nhạc thì may ra. chứ còn nghe chốt cái thì thôi em ạ, đúng không? Rồi. Hôm nay chúng ta kết thúc đây nhá. Minasan kyou no jiugyo kore de owarimasu. Go seichou itadaki arigatou gozaimashita. Minasan mata ne. Oyasumi nasai. Sensei, ochikare sama deshita. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita.